Chúng ta có 60.000 tế bào khỏe mạnh, nhưng mà khi ung thư thì chúng ta chỉ có một nhóm tế bào nhỏ bị bệnh thôi. Như vậy mà nguyên một cái số tế bào khỏe mạnh chúng ta lại đầu hàng đối với một nhóm tế bào bị bệnh. Thí dụ như có những người chúng ta chưa biết mình bệnh, mình vẫn sống những ngày tháng rất bình thường luôn. Vậy đó mà khi mình đi khám bác sĩ nói rằng là mình bị bệnh. Mà bệnh này ghê lắm cô ơi, bệnh này sợ lắm ông ơi. Thì bắt đầu là từ ở cái chỗ phòng khám là mình đi về không nổi. Mà trong khi hồi nãy là mình chạy xe ào ào ra ngoài phòng khám. Nhưng mà khám xong bác sĩ cho một bản án cho mình là bệnh này hết thuốc trị, sắp sửa đi. Thì lúc đó mình lết, mình lết cầm điện thoại lên, bấm tàu lao bấm lộn số, đưa lên điện thoại lên: alo, phải chồng không? Bà tàu lao vợ tôi: chồng đâu chồng. Tắt máy, trời, sao bấm số chồng mà bấm tay run dữ trời. Bấm 3-4 lần mới vô cái số đường chồng. Sao anh hả anh, đâu ở đâu vậy? Lỡ phòng khám đa khoa Đại Tùng Lâm. Lỡ đây chở em về. Vậy sao bà không về sáng với bà còn khỏe lắm mà. Khỏe lắm mà sao giờ này mà sao mà kêu xe đến chở bà về là sao? Anh cứ lỡ đi, sắp chết tên ơi. Lỡ đây chở tôi về, tôi đi hết nổi, chân cẳng bây giờ run rẩy hết rồi ông ơi. Chào chào bà đỡ tôi chút, cái gì đâu mà dữ dằn. Chào sáng tôi thấy ăn mì đồ, ăn cái này ăn kia dữ lắm mà sao giờ này tự nhiên sao mà vậy đâu mà kỳ cục vậy. Nó thôi thì ông cứ lỡ liền đi, tôi thấy tình hình tôi không ổn. Mày thấy không? Có nghĩa là người ta vừa phán mình cái việc bệnh, cái là bản thân của mình nó đã bị bế tắc liền. Mà quý vị biết rằng cái tâm bế tắc nó làm cho cơ thể chúng ta bị suy nhược. Thấy không? Cái tâm bế tắc làm cho cơ thể bị suy nhược. Con người tại sao mà người ta phấn chấn lên lúc nào cũng là đầy đủ năng lượng? Vì sao? Vì cái tâm người ta lúc nào cũng rỗng rang vô cùng thoải mái. Bây giờ trong cái cuộc đời này quý vị hãy bình tĩnh suy nghĩ, chúng ta có cái gì cầm theo được mà chúng ta sợ mắc cái gì trong cuộc đời này? Bây giờ cái mà chúng ta bồi dưỡng dữ nhất đó là cái bản thân mình đây nè, mà nó còn bỏ mình bất chợt nè. Chứ đừng có nói chi là chồng vợ hay là của cải vật chất hay con. Cái này là cái ngoài thân hoàn toàn, chứ nó không phải là cái của mình. Bây giờ chúng ta nói thân không phải của mình, bây giờ chúng ta nói rõ ra thân là của mình đi. Tại vì chúng ta đã bồi dưỡng nó từ khi sanh ra và cho tới bây giờ, chúng ta nói thân là cái của mình đi. Chúng ta đã thương nó vô cùng, nói chỉ cần chạy chỗ một chút là chúng ta lấy băng keo cá nhân chúng ta băng lại liền, hoặc là chúng ta lấy thuốc chúng ta xoa vào nó, chúng ta chỉ nó liền luôn. Hoặc là mặt chỉ cần nói một mụn thôi là chúng ta soi bói nó: mày chết cho tao, tại sao mày nổi, tao không đồng ý nổi cho cái mặt tao, đúng không? Từ nơi đó bị bồi dưỡng nó bao nhiêu năm nay, nhưng mà bất chợt là nó bỏ mình bất chợt luôn. Đó là thân của mình nó còn bỏ mình. Bây giờ quý vị bình tĩnh suy nghĩ, cái gì trong cuộc đời này mà chúng ta cầm theo được? Từ xưa tới nay, dù một ông vua đi chăng nữa, dù ông có dùng mọi cách để ông giữ ngai vàng ông đi chăng, nhưng mà khi một hơi thở thở ra không hít vào, ông có cầm ngai vàng được hay không? Không bao giờ quý vị à. Trong cái cuộc đời này thật sự mà nói, chúng ta không có cầm cái gì đi theo được ở cái của cải trong cuộc đời này hết. Cái mà chúng ta cầm theo được, một là phước báo, hai là tội nghiệp. Hai cái việc này trong cái cuộc đời của người chúng ta có thể cầm theo được. Nếu như quý vị tạo phước thì cầm phước, mà tạo tội thì cầm tội. Nếu như chúng ta học Phật rồi mà mỗi ngày chúng ta còn sát sanh hại vật, còn hỗn ẩu, còn nói lời giả dối, hung dữ, hung bạo, chửi chồng, chửi con này, con nọ, chửi vợ, quýt vợ, đá vợ, bịch bịch, thì cái này là mình tạo điều tội lỗi, đúng không? Thì những cái sự này mình đã học Phật rồi, mình điều chỉnh lại. Bây giờ mình đi chùa 2 ngày, mình vừa bước về tới nhà mình gặp chồng nó ngồi nguyên một cái sòng nó nhậu, nó ca sùm: em ơi giờ này ở đâu? Nó hát sùm hết trơn. Mình á, ngồi trên xe nghe, mình nghe niệm Phật đồ, nghe pháp đồ, cười phú hí nghe. Vừa bước xuống xe còn có một hai phút gì nữa là về tới nhà, thấy không? Vừa bước xuống xe cái đi lại một chút xíu, vừa gần tới nhà nghe: em ơi giờ này đang ở đâu? Trong lòng mình nói cái thứ gì, bây giờ tôi đi chùa 2 ngày tôi vui, tôi bình an thấy ghê, mà tôi vừa sắp sửa về tới nhà là tôi nghe cái thằng lũ đảng á, là tôi tức,
nổi máu lên, không biết tôi bay tôi đá nó đi bây giờ. Cái bà đi chùa chung, cái bà nói thôi bà nghe thầy giảng mấy ngày nay bà vậy đó mà dễ tức quá, một điểm xăng thiêu rụi cả rừng công đức, bà không biết cái gì chứ mà thấy thầy giảng mấy ngày nay bà nghe bà cười, nãy bữa đó tôi thấy bà cười quá trời cười muốn rớt răng luôn. Mà hôm nay bà vừa về tới nhà rồi bà bị chồng nó thử khảo đảo rồi sạch nha, sạch nhất chứ bây giờ bà giữ cái tâm bà niệm Phật á, kệ nó hát gì nó hát kệ quá. Bà vô bà nó ngọt vài tiếng thí đại nói nó ngọt được tức. Giờ này tôi thấy miệng đánh chồng quạt cực tức dữ lắm mà đừng. Nghe nó hát vô duyên tiếng gì tức là có cái gì. Đi chùa mấy ngày nay người ta tu hành mà. Lễ Phật thầy Đức bắt lễ Phật cái đêm 17 tiếng rưỡi một hồ. Bữa sau 18 dớt thêm tiếng rưỡi. Ngồi nghe ông giảng mỗi chân cũng còn chết. Tôi tu mấy ngày nay tôi hồi hướng cho nó mà vừa về tôi nghe nó nhậu nhẹt rồi nó ca giờ này em ở đâu. Tôi tức quá trời tức. Hiểu không? Nên từ nơi đó vậy thấy gặp cái cảnh duyên vậy mới biết được mình tu hay là mình không tu. Chứ bây giờ nếu bây giờ đi chùa mà vui về nhà cũng gặp thượng cảnh không, vì quý vị không có cầu sanh cực lạc đâu. Thì thấy cái cuộc đời này nó như ý mình quá, sao cầu sanh cực lạc. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói đúng là vì sao? Vì ta bà khổ, khổ không thế nào nói hết. Ngài đó nói là khổ. Vì thì ở cái cõi đời này cái thứ gì nó cũng khổ chứ nha. Bây giờ quý vị cứ thấy cái việc mà vui trước mắt của chúng ta, đó là bữa nay chúng ta có một buổi ăn ngon vô cùng. Ăn ngon vô cùng, ăn không biết no. Rồi xong một chút xíu đau bụng. Khổ không? Vì nghĩ nó khổ chưa? Là vừa ăn ngon đó mà một chút đau bụng thì đó là cái vui, đó là khổ kế bên liền. Đó là vì thấy rõ ràng chứ. Rồi gặp một ly hột é, mà cái kiểu ngồi tự hồi nãy tới giờ không có nước uống, xuống với nhà bếp bưng ly hột é uống ớt, uống vô xong một chút xíu trời là trời mất tiểu, nhà vệ sinh đâu mất tiểu rồi trời. Thấy chưa? Bắt đầu lỡ thấy người ta đứng xung quanh nhà xin tùm lum la chen vô cái bà xô đó, nói bà ra ngoài tớ thầy đứng từ sớm tới giờ đây tôi đợi xô tôi gì không. Nó bị thấy thử thách chưa? Rồi bắt đầu trong lòng mình cảm thấy là bực mình khó chịu rồi. Cứ thấy cái bà vướng nhà vệ sinh mà bà ngồi quay trong đó sao không ra, cái bà đi ra cây cái gì đâu, thấy là phiền não nữa. Thấy chưa? Quý vị thấy từ một cái ly nước uống ngon vô cùng hồi nãy mà bây giờ nó sanh ra cái phiền não của mắt vệ sinh. Thấy rõ ràng chưa? Đó. Nên bây giờ thí dụ như bây giờ ngồi nghe những đứa nói chuyện cười cười mím mím dễ thương gì, một chút bước ra đâu dép của mình sọt vô mang đâu dép mình, mình bước nó trực dép dép đâu tiêu rồi, ai mang dép của bà đâu, đâu. Nhỏ kia đứng lại coi, đứng lại dép của tao sao mày mang kỳ cục, dép của chùa đâu, chùa đâu đó mới mua qua màu đỏ rõ ràng có chữ Trần Thị Én ở sau coi đi. Thấy chưa? Ngồi nghe nói chuyện vui vô cùng, một chút bước ra chỉ có đôi dép thôi mà sanh phiền não. Nó vừa thấy cái hộp cơm bay lại vớt hộp cơm, cái bà kia bà dối bà lụm nó vô duyên ghê, bay lấy hộp cơm thì giật ngang cái gì đâu, nghe thầy giảng nãy giờ mà cũng giật cơm mà quên mất tiêu là quay là nhìn mình là mình cũng đang giật cơm với người ta. Thấy công nhận không? Đó là cái chuyện mà chúng ta là xác thực nhất đó. Mà mình còn khó thế nào mà nhìn ra nữa, thấy chưa? Nên nó thật sự mà nói rõ ràng này, mỗi người nên nhìn lại chính mình, chúng ta đều còn cái sai. Nên tại sao những đức chia sẻ Phật pháp mà những đức ưa nói cái sai này cái sai nọ cái sai kia của những đức? Tại vì mình đều còn cái sai. Nếu như mỗi người chúng ta đều nhìn mình là còn cái sai thì mình thông cảm cái sai cho anh ta liền. Dù mình chỉ có khuyên ta và giúp ta chứ mình không có hại người ta. Tại mình đều còn cái sai mà. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó mà mình học Phật mà nhận thức gì thì tuyệt vời vô cùng. Đó quý vị biết rằng như thế nào gọi là câu vật hiệu là bảo vật như ý. Đó là chúng ta nhìn được mình sai để mình sửa. Con người mà chỉ cần sửa sai được thì thay đổi cuộc đời liền, nói chứ. Chỉ cần chân thật sửa sai là thay đổi cuộc đời. Nên quý vị biết rằng á, những đức đã từng chia sẻ một câu rằng con người không phải tôn quý sanh ra mà tôn quý đâu. Con người không phải nghèo hèn mà sinh ra là nghèo hèn đâu quý vị. Mà cái tôn quý và nghèo hèn là do nhân cách của một con người mà tạo ra cho chính bản thân mình. Nhớ, nếu như chúng ta có thể là một con người có nhân cách thì là sanh ra là nhất định con người sẽ được tôn quý.
Còn nếu như con người chúng ta giàu sang mà thiếu cái nhân cách thì tức khắc chúng ta dù là giàu sang bây giờ cũng không được người ta xem trọng. Nên con người có thể thay đổi cuộc đời 100%, có thể thay đổi được cuộc đời. Dù nhà mình nghèo, nhà dột cột siêu, nhưng mà vợ chồng hạnh phúc, nói chuyện tôn trọng với nhau, biết đạo, biết tu hành thì người ta vẫn tôn kính mình dù là mình nghèo đó. Còn nếu như nhà giàu mà hơn thua chữ lộn với nhau, nói lời giả dối xạo, mới mua được chiếc xe Honda chạy xe nghinh nghinh mặt. Ở dưới quê bị thấy có không? Mới mua được chiếc xe Honda, chiếc SH. Thấy chưa? Bắt đầu leo lên xe ngồi cái rồi cái mông tuốt ở sau lưng. Ngồi á, ẩn tuốt cái sau chạy xe, đưa cái đầu tuốt phía trước nằm sát cái gì nữa, mặt chạy xe nhìn tới kênh kênh. Thấy xạo chưa? Cái tướng chạy xe chạy ngang cái sớm thôi, dùng cái thứ gì nữa. Giàu được nhiêu đâu, mới mua được chiếc xe mà xạo thấy ghê. Tôi nói chạy chút cái té xong rồi. Thấy không? Nó với cái tướng thôi á, mà mình cũng biết cái người thiếu phước, đúng không? Của thì là của mình, không có ai dành với mình chứ. Thì giờ mình mua được chiếc xe thì thí dụ như bây giờ mình chạy mình cũng ngồi cho đàng hoàng. Mình nhìn cái tướng người ta nào chạy cho nó được được, mình học theo cái tướng đó mình chạy. Tự nhiên không có nhìn ai chứ chạy kênh nhìn. Người ta chữ, mỗi người ta chữ tiếng mình tổ phước, thấy chưa? Mình thấy ở dưới quê rõ ràng có mà nó. Nên từ nơi đó mà mình nhìn chỗ này thôi thì mình thấy rõ ràng một cái nhân cách nó làm ra trở thành một con người gọi là bị người ta xem thường. Còn mình nghèo nàn mà mình chạy chiếc xe đạp đi chăng nữa, mà mình chạy cũng cho nó đàng hoàng. Ví dụ như bây giờ mình nghèo, nhà mình nghèo, mình là người phụ nữ mới đẹp chứ. Nhưng mà từ tóc tai đồ đạc, tướng đứng, lời nói của mình nó đều có một cái lễ phép. Tự nhiên người ta chòm sớm ta cũng khen, công nhận vợ của ông ba đâu gì đâu. Nhỏ, nhỏ không có đẹp, nhỏ con, lùng xỉn, mà được con cái nhỏ lễ phép. Gặp ông bà chòm sớm, gặp nó hỏi liền, nhỏ cũng nhận, vui. Gặp một cái là bác hai, khỏe không bác? Hỏi hai. Còn vợ của năm xóm trên, con nhỏ nó đẹp, một con nhỏ thứ du viết. Bây hổm tôi đến nhà nó, tôi chưa có xin cái gì nó chứ, nhà nó giàu cây nó chứ. Tôi vừa đến nhà nó hỏi bác đi đâu đi bác, hỏi du viết quá cái gì. Đi nước cũng không mờ, hỏi bác đi đâu đi bác. Nói tao đi chơi được không mày? Tôi mới đi tới cửa nhà mày, chưa vô nhà mày nghe. Nó không là thấy tôi bực bội rồi. Tôi bây giờ cái thứ nó vô duyên vô dùng, thấy không? Bị người ta chửi rồi đó. Đẹp mà bị người ta chửi, còn xấu mà bị người ta khen, được người ta khen chứ. Hiểu không? Đó, xấu mà người ta khen. Nên những đức nói rằng ngày xưa mình ở dưới quê miền Tây nè, ở An Giang mình biết nè. Thí dụ như bây giờ sanh ra bốn thằng trai, cứ vợ cho bốn thằng này được bốn đứa con dâu, mà hai đứa con dâu thì xấu mà nó vui vẻ niềm nở đối với cha mẹ bên chồng, rồi anh em bên chồng là người ta khen dữ lắm. Mỗi lần nhà đám giỗ đám quải gì mà nó về mà nó lăn la vô bếp phụ giúp việc này việc kia, làm việc cực lực, là người ta khen hai cái thằng mà cưới được hai con vợ lùn xấu. Còn hai thằng kia cưới hai con vợ trên thành phố, đi về nó cầm theo cái đồ vũ móng tay, làm đồ vũ tay vũa xong nó thổi. Thì bắt đầu cha mẹ ở dưới quê đi qua lại nói thứ gì đâu, thứ chắc là mẹ dâu làm chết luôn rồi. Nó ngồi nó vũ móng tay nhỏ, xong vũ móng tay xong lấy cây son ra, mở cây son ra tự nhiên mà nó không biết. Dù là tự nhiên nhưng mà mình về nhà bên chồng, mình về quê hương, nơi vùng sâu, vùng xa, mình phải biết cái nhân cách. Thí dụ như mình ở thành thị mình có ăn diện cái gì, nhưng mà mình trở về miền quê người ta không có ăn diện được như mình. Nên mình làm sao mà nó phù hợp với người ta miền quê. Con người như vậy mới là một con người biết sống, biết nhập cảnh, nhập duyên. Con người vậy là nó tuyệt vời dữ lắm. Chứ bây giờ mình trở về quê mà mình như bà bóng, ai coi mình ra cái gì, đúng không? Mình nói đây là nói cái cho mình nhận thức đó. Dù mình diện thì mình ở đâu đi, thí dụ vô lâu mình đi đám cưới đi, mình ăn diện cho nó đàng hoàng, cho nó đẹp lên để chồng mình nở mặt nở mày với người ta.
Mình chọn kiểu tóc nào mình uống xì quăng, xì quéo gì đó, cho được được cho chồng mình đi với mình nở mặt nở mày. Mình lùng quá mình kiếm đâu guốc nào một tắc gì đó mình mang vô mình đi. Thường ngày thì mình đi bình thường mà bữa đó mình cũng eo ẻo một chút cho chồng của mình nó thấy nở mặt nở mày một chút. Đó là vì chồng mà mình làm như vậy thôi, đúng không? Mình về mình nói tại anh mà bữa nay cái chân bị đau, đúng không? Người chồng nó cũng cảm thấy vợ mình biết, biết cách sống nữa, nở mặt nở mày cho đàn ông. Còn kiểu như mà mình đi tu xong rồi tới khi mà đi với chồng thì tóc tai bùm sùm, tóc tai xỏ xuống bùm sùm, móng tay đen thui, mặt mày lọ nghẹ không. Chồng nó tôi đi với bà tôi giống đi với ma học Phật chứ mặt giống ma ghê. Tôi mới mai mốt đố mà tôi dẫn đi đâu, gia đình nó có chuyện gây ra đấy chứ, thấy không? Nên từ nơi đó ví dụ như mình phải làm sao cho nó đúng nơi đúng chỗ. Vì quý vị nghe cái chuyện này quý vị thấy nó áp dụng rõ ràng chưa? Nó, bởi vì cái người ta mà nó có đạo đức là dù cho xấu người ta cũng thương. Còn cái người mà nếu mà quý vị không biết nhân cách sống, dù quý vị có học nhiều, học rất là nhiều, nhưng mà quý vị đi đâu thì cũng có thường đấy. Thường lạ lắm. Cái người bằng cấp này, bằng cấp kia, bằng cấp nọ mà lạ thay, họ cứ xem thường cái nền giáo dục nhân sinh. Họ cứ nghĩ họ là bằng cấp cao, họ là hơn thiên hạ. Họ không có biết được cái nhân sinh của con người sống là một cái cách sống như thế nào để cho người ta thương yêu mình. Nhiều lắm á, nhiều cái người chạy theo cái thời đại mà họ thiếu đi cái lễ phép làm người, quý vị. Đi đến đâu cũng bị người ta chê trách nha. Nói chuyện thì nói trên trời dưới biển không, người ta coi mà không ra gì. Nên những đức nói rằng con người chúng ta học Phật á, là để áp dụng trong cái cuộc sống của mình nè. Chứ không phải là Phật Pháp nó xa vời gì đâu. Nó là đang áp dụng trong cái cuộc sống của mình. Những đức nói quý vị tập dạy con cháu của mình như thế nào. Gặp người cứ chào một tiếng đi, nó không có tốn tiền tốn bạc gì đâu. Nhưng những đức nói con người mà gặp người mà chào một tiếng mà cười cái là thấy dễ thương, thấy ấn tượng đẹp rồi. Thí dụ như bây giờ mình gặp nhau đi, ai với đạo Phật chào thầy lâu ngày gặp thầy ghê, ở nhà bữa nào nghe thầy giảng chứ nay gặp thầy thiệt rồi đó nghe thấy nó dễ thương chưa, nó tự nhiên mình gặp mình nói gì cái mình nói trong bụng mình nói trời cái máy niệm Phật đâu nè cho con cái một chỗ luôn. Sao kỳ vậy thầy, sao nhiệt tình quá này, dễ thương quá. Gặp người chào hỏi đúng không? Mình ví dụ như mình gặp gặp mà. Thôi đây chắc là trên xuống kỳ cục quá, không biết chào hỏi chứ nha. Nên những đứa nói tất cả người trong chùa mình á, thật sự mà nói người xưa ta nói hay lắm, lời chào cao mâm cổ, chào một cái không có tốn tiền đâu. Con người nó tập thành thói quen từ khi còn nhỏ gặp người chào. Ở dưới quê miền Tây mỗi lần mà chạy xe ngoài đường nó gặp nhau, nó chạy vù 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 xe đạp, bác ba chào bác. Các bạn biết rồi, dưới quê miền Tây, ở dưới quê bị biết rồi đó. Khi chạy xe đạp á, hồi xưa mình chạy xe tầm vong lùn xỉn chạy xe tầm vong gặp bác ba chào bác đi nghe. Khi quay lại chào bác ba, bác ba chào bác, đụng cái luôn cái bóp chậu. Ông ba quay lại nói trời tội nghiệp, nhỏ nó chào tôi ba đụng vô cái lu. Tại dưới quê nó vừa để lu đồ mà xung quanh đường xá quý vị. Trời mình vừa nhìn bác ba mình quẹo qua cái lu đụng luôn cái bóp. Như vậy mà tôi thấy vẫn là dễ thương. Nên những đức nói lúc còn nhỏ mình được con cái là gì? Ba mình không dạy mình gặp người ta là chào hỏi à. Quen cái miệng. Gặp người nó niềm nở vui vẻ. Ví dụ như người ta đi đến nhà mình đi, chị ghé nhà uống ly nước đi, đúng không? Hoặc là bữa nay con nấu bánh canh, ghé ăn một chén đi rồi đi tận. Chị mà không ghé mày mốt mà chị nấu bánh canh tôi không ghé đâu nha, ghé ăn chén đi, nửa chén cũng được là đấy. Thấy không? Mình mà như vậy thì người ta thích đến nhà mình chứ lắm. Còn cái kiểu như mà trời mình nấu nồi bánh canh xong gặp người ta lỡ nhà, đẩy lỡ đẩy. Đi đâu bánh canh lỡ liệt. Ê, đi đâu của em? Có gì không? À, nghe nói nhà chị nấu bánh canh. Nói thử nấu. Đâu có. Đâu có nấu bánh canh có gì đâu. Định nấu nhưng mà không có nấu. Thấy không? Vậy thì mình chịu thua rồi. Đúng không? Những đức nói thí dụ như nhà mình trồng được cây chuối. Nó có một buồng chuối. Mình đem cho nhà kế bên một nải chuối. Phía trên nải, phía dưới nải. Nếu có nữa thì nhà lăn cặn kế bên thêm hai nải nữa thì chúng ta còn chừa lợn hai nải cho mình ăn.
thì bốn cái nhà kia một ngày nào người ta cũng trồng chuối, thì tức khắc người ta cũng đem lại cho mình một nải. Nghĩa là mình đang bỏ heo bốn nải để mai mốt bất tử mình có chuối ăn nữa. Còn bây giờ mình đem nải chuối mình treo vô buồng, bỏ vô cái bao để hai vợ chồng bẻ ăn từ từ, thì đố mà sau này mà có ai cho mình trái chuối nào. Mình nói tại sao cái trời đất nó kỳ cục ghê, đối xử với nhà tôi kỳ cục hơn cái gì nữa. Gì đâu mà nhà ai nó cũng cho, riêng nhà tôi nó không cho. Mình quên mất tiêu là mình không có cho người ta, đúng không? Thí dụ như tại sao quý vị về đây đâu? Vì những đức kêu cái chúng trong chùa có gì thì đưa cho Phật tử dùng hết đi. Còn cái gì mình tặng người ta được thì tặng, còn ai cúng dường thì mình lấy liền. Đừng có chậm chạp, người ta làm tiền cực khổ dữ lắm. Người ta đưa mà mình dối mà lấy chậm là nó thiếu tình nghĩa dữ lắm. Đúng không? Nên mình phải nhanh tay. Có cái bà đó hồi chưa, chậu là chậu, mình mấy tiếng đồng hồ mình cũng đuối. Nó nói thầy, con để dành được chiểu xin cúng dường cho thầy để mà phụ hòa thượng xây chùa, mà con chiểu này không đơn giản thầy út. Dạ. Nè thầy, cái mình dối tay mình lấy bà giật lại. Nó thầy biết rằng là một chiểu này con phải nhịn ăn nhịn uống này kia. Nó nói dạ. Cái mình dối tay mình lấy giật lại phải. Ba bốn cái như vậy. Cuối cùng bà vừa đưa ra mình chụp cái mình nói được rồi chào. Mệt ghê luôn. Bà đưa mà ta giật tới giật lui hoài, xung quanh ta nhìn thấy mắc cỡ muốn chết. Nói thôi bà kiểu này bà giật tới giật lui hoài chắc là thôi đứng đây hoài luôn quá. Tôi biết cái bà mà vừa đưa ra chụp cái kịch nghe, nói thầy nhanh ghê. Tiền mà bây giờ mà làm cực mà cúng mà phải đưa tay cầm cho nó nhanh, đó là cái điều tôn trọng, đúng không? Đó, nên từ nơi đó bị biết rồi. Không, thật sự mà nói trong cái cuộc sống này có nhiều chuyện á, phải bị đem về áp dụng trong Phật Pháp. Cái tâm con người mình đến với người ta sao, người ta sẽ tìm mình vậy. Thí dụ như bây giờ quý vị đi về chùa này, nếu như mà giờ không niềm nở, không vui vẻ mà cứ là đi quyên góp không, thì quý vị đâu có về đâu. Quý vị thấy rằng chùa chúng ta dù đang xây dựng, nhưng quý vị thấy có để cái bàn nào mà để ghi xây dựng không? Không có. Nhưng mà những đức chỉ nêu cái việc làm tốt đó, quý vị tùy khả năng quý vị phát tâm cái chuyện của quý vị thôi. Cái này là cái thoải mái vô cùng, nó không có bị dính vào cái chuyện gì chứ. Và những đức cũng thường khuyên hàng Phật tử, những người trưởng đoàn, thí dụ như giờ mình dẫn người đi tu, biết rằng cúng dường tam bảo là nó tốt, nhưng tuyệt đối mình không có để cho người ta bận tâm. Thí dụ như bây giờ mình dẫn người ta đi mà mình nói quy tắc là mỗi người phải bỏ ra nhiêu, cái này là khó khăn lắm. Mình hãy để cái câu tùy duyên nó dẫn là hay hơn, là quy tắc. Còn thí dụ như tiền xe bao nhiêu đó là theo quy tắc để chúng ta đi chúng ta trả, hiểu không? Còn từ khi người nào khó khăn mình giúp. Còn cái việc mà cúng dường đừng có quy tắc, đừng có ai bỏ bao nhiêu. Vì sao? Vì có những người ta có điều kiện mà những người ta không có điều kiện. Thật sự mà nói cái chuyện cúng dường đó là phụ thôi. Cái việc mà mình đi đến chùa mình tu mới là chính. Nhưng Đức nói thật đó, là chính đó. Bây giờ chùa mình không có thiếu thốn là do ngay chỗ nào? Là do cái tâm mình không có thấy thiếu thốn. Quý vị biết rằng như bên hộ pháp với hổm, tự nhiên chùa hộ pháp mình thường thường là gạo nhiều lắm, mà bị hổm tự nhiên nó còn có 5 tấn à. 5 tấn là ít chùa hộ pháp mình. 5 tấn gạo mà chia cho mấy điểm này nữa thì nó còn gì đâu. Cuối cùng những đức chở đi hết mấy điểm này luôn, còn nửa tấn. Ghê không? Những đức nói với chúng trong chùa còn có nửa tấn gạo à. Mấy bà ăn sao ăn đi. Ăn sao đó ăn đó, thì còn có nửa tấn đó. Bây giờ chúng ta hết nữa, ăn cháo. Hết nữa, uống nước. Hết nước luôn, chết đi. Thấy chưa? Cái vị biết rằng vừa nói vậy thôi, bữa sau chở lại 10 tấn. Kinh khủng không? Nó đơn giản đó trời.
Trong một pháp phải tin đó. Còn nhà mình có khi nhận đức nhà như đức ngày xưa dưới quê nghèo, mua thùng gạo ăn mà mình để ý thường mua gạo ăn nó mau hết ghê. Tại đúng rồi, mua ít mà. Mà ngộ ghê, mua gạo nó ăn ngon ác đạn. Gạo mua ăn nó trầu luôn. Lúc bình thường gạo nhiều thì ăn có 2 lon, mà gạo mua nó vớt 4 lon. Có khi tức lên nói thứ gì đâu á, gạo lúc này không có mà ăn nhiều. Ăn hơn cái gì nữa, mới mua thùng gạo hôm kia, bữa nay sắp hết nữa rồi, trời ơi trời. Thấy không? Mình thấy rõ ràng không? Là bắt đầu là cứ cào cái lu, cái quê miền Tây ưa cái lu gạo, cái lon này cứ cào là biết hết gạo. Hiểu không? Thì quý vị biết rằng á, có đâu ai cho đâu. Cứ phải mượn tiền, mượn nợ người ta để mua thùng gạo về ăn. Thấy chưa? Mà vậy đó mà ta nuôi 1,000+ người trong chùa. Mà các cụ già đâu phải đi vô chùa đóng tiền bạc đó. Các cụ có tiền, các cụ cúng dường Tam Bảo là tu phước tu duyên, còn hoàn toàn là phi hết, nhiệt tình, chỉ có vô đây niệm Phật thôi. Vậy đó mà quý vị biết rằng gạo sắp sửa hết là người ta đem lại liền, mà không bao giờ thiếu gạo quanh năm nghe. Chưa bao giờ mà ngày nào mà nó hết gạo mà nấu cháo với các cụ ăn. Cái mùa dịch cũng không có luôn. Thì quý vị thấy rõ ràng cái tâm mà nghĩ gì người ta, cái phước báo nó lớn dữ lắm. Phật đã nói mà, càng bố thí thì càng giàu. Phật nói là 100% mình phải tin. Chính nhận đức này thay đổi số mệnh. Đời hòa thượng tịnh không, hòa thượng tịnh không sinh ra đời không có phước. Gặp người thầy nói ông trong mạng không có phước. Có huệ mà không có phước khó tu dữ lắm. Bây giờ ông phải có tâm tu phước. Đi đến chùa ông có một cắt không? Một cắt thì có. Thấy người ta làm việc thiện, một cắt bỏ vào chung tay. Không có tiền thì tùy hỷ. Gặp người niệm một câu A với Đà Phật để tu phước duyên, ông làm đi. Hòa thượng tịnh không chăng thật từ một cách mà tu phước duyên, thay đổi số mệnh cuộc đời luôn. Phước báo lớn vô cùng. Phước báo hòa thượng tịnh không thì lớn không tưởng tượng được đó, cho quý vị biết. Rõ ràng luôn. Rồi thêm những đức thấy thầy giác nhàn rõ ràng, những đức ở bên cạnh thầy nè, thầy cũng nói rằng thầy sinh dụng một gia đình không có phước, đi tu các pháp khác chịu 20+ năm, đi vòng vòng đứng ngã ba phi nơm, đi đâu cũng cầm theo cái bình thuốc mà tu các pháp khác 20+ năm á nghe. Còn đi học trường Phật học thì cứ ra trường sớm hoài. Thầy giảng rõ ràng luôn mà, ai từng nghe thầy giảng vì sẽ nghe rõ ràng. Mà từ khi gặp Tịnh Độ mới có mấy năm mà thành hình ra một cái pháp hội. Mà thầy lúc trước thường nói rằng cái pháp hội này tu các pháp khác 30 năm cũng chưa được. Chưa được. Quý vị biết rằng nghe, những đức vừa nghe là những đức ấn tượng liền. Những đức nói có pháp môn Tịnh Độ này đặc biệt, cái phương pháp tu này hay nè. Quý vị biết cái phương pháp tu mà niệm Phật lễ Phật này là không phải của những đức, mà những đức học của thầy rõ ràng 100% vẫn duy trì tới bây giờ, và đi vào cái mức chuyên nhất tới bây giờ chưa từng bao giờ thay đổi. Thì bây giờ quý vị về đây là quý vị tu được. Quý vị thấy rằng đông gì những đức không điều chỉnh phương pháp tu sao quý vị ngồi được. Đông như vậy nên những đức cho niệm Phật chậm trước rồi niệm địa chung. Niệm Phật chậm một chút quý vị hiu hiu đúng không? Cái thầy niệm chậm chậm thì bị ngồi với cũng niệm mà mắt vậy nè. Đúng không? Rõ ràng. Một chút niệm địa chung làm chi phải không? Còn 20 phút. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, nó làm cho quý vị hứng ấy, hiểu chưa? Là vì tỉnh lên nó đánh keng 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 mắt của mình. Chớp theo điệu địa chung. Bây giờ quý vị nhớ nha. Cái điệu địa chung á là quý vị làm cho mắt quý vị đỡ buồn ngủ. Tại con mắt nó buồn ngủ là do con mắt mình nó không có được mà nhạy bén nên nó mờ nó làm nè. Gặp mỏ nhọn những đứt nữa. Trời trời nó buồn ngủ gặp mỏ nhọn nó xấu ác đạm. Đúng không? Từ nơi đó mà cái điệu địa chung á, keng 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 đúng không? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mét xa mắt. Mình làm cho con mắt mình nó đỡ buồn ngủ lại. Ví dụ như cái gì mà động là nó đỡ buồn ngủ, hiểu chưa? Bây giờ mình ngồi hoài mà cái điệu địa chung nó keng keng á, mắt mình làm này. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mình làm chút mắt mình nó tỉnh lại. Chứ nếu không con mắt mình nó nặng á, nó chì xuống á. Giống như ai kéo xuống vậy đó. Có cái bà kia bà nói thầy ơi thầy, con nghiệp chướng nặng nề lắm thầy ơi. Nó nói nghiệp bà đâu mà nặng dữ. Bà nói mỗi lần nghe pháp là nghiệp cứ kéo con mắt kéo xuống. Bà ngủ thì có mà đâu thừa. Bà buồn ngủ thì bà buồn ngủ thì đại đi. Nghiệp ở đâu mà nó kéo con mắt bà.
Nói, nghiệp đó thầy ơi, nghiệp kéo đó, kéo cái mí con mắt liếp lại luôn. Nó tao 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 mệt quá quá đi. Bà ngồi bà ngủ đại đi. Bà đâu thường nghiệp không à. Nghiệp ở đâu ai mà thấy nghiệp đâu. Nó bà thì bà có khả năng đó, bà nghịch con mắt lên. Nó bây giờ nó chì xuống bà kéo lên. Chì lên kéo lên. Có gì đâu. Bà nghiệp còn dữ hơn nó mà bị dở nó lên. Nó nên đó, bà sợ nó gì? Thấy không? Nó nên từ nơi đó con người chúng ta là nó dễ hôn trầm. Nó dễ hôn trầm buồn ngủ. Nó gọi là mê ăn mê ngủ đó, là phàm phu chúng ta nó là như vậy rồi. Nó đâu phải có mới cái đời này đâu mà nhiều đời nhiều kiếp nó đã như vậy rồi, hiểu không? Nên từ nơi đó cái gì mình cũng đổ thừa cho nghiệp thì nó không phải. Nên có những người mình nói lạ lắm. Thầy ơi, nghiệp con nặng lắm. Dễ sân si lắm. Đó, bà sân si bà biết mà nghiệp nặng gì? Bà biết là không có nặng. Bà biết thì bà sửa thôi chứ nặng gì? Bà sân si gì cái gì? Nè, ai làm không vừa bụng con là con sân si liền à. Nghiệp nặng lắm. Bây giờ bà nghe rồi bà sửa lại đi, nghiệp bà nặng bà chỉnh lại. Chứ bây bà có đâu thường nghiệp nặng vậy, bà cứ sân si hoài à? Con nghe hoài mà cứ thế à? Không sửa được thế à? Bà thế thì bà gán chịu chứ sao? Trời ơi, mình đã biết cái đó là xấu rồi thì mình điều chỉnh lại đi, hiểu không? Điều chỉnh lại thì tức khắc nó sẽ tốt liền, không nói gì chứ. Quý vị về đây nghe hai ngày nghe, quý vị nghe những đức chia sẻ đi, rồi quý vị để ý thì có nhiều câu nó rất là hay, nó áp dụng vào cái cuộc đời quý vị luôn á, thay đổi cuộc đời luôn á, sức mọi hộp luôn nè. Nên từ nơi đó nên nó thay đổi cái cuộc đời của mình á, chứ không có giỡn đâu. Nên những đức nói những người trẻ tuổi đây nè, chính nhìn ngay những đức thay đổi cuộc đời nè, quý vị làm đi. Chỉ có làm gì, niệm Phật thôi đó, thương người ta thôi đó. Điều chỉnh lại niệm Phật và thương người, thật sự là có tâm thương người. Càng suy nghĩ thì mình, bản thân mình thật sự mà nói là mình muốn người ta thương mình lắm. Vì mình không thương người ta làm sao người ta thương mình? Nó, đây là những điều dễ hiểu nhất đó. Rồi cái gì mình cũng muốn mình ngon, mình không thương ai chứ làm sao người ta thương mình đây? Mình thương người ta đi, người ta thương mình liền. Đó, nên đó, cái câu nè. Câu Phật hiệu có thể cho ta đạt thành mọi thứ lợi ích của thế gian, lãng sức thế gian. Rõ ràng không? Bây giờ quý vị coi nè, một kẻ vô danh tiểu tốt mà bây giờ khắp nơi người ta biết. Quý vị coi, tiền bạc, danh tiếng là việc của người thế gian ai không cần. Từ xưa giờ người ta cực khổ có thể bỏ mạng cũng vì cái gì? Tiền bạc, danh tiếng, đúng không? Những đức bỏ ra thời gian chưa có bao lâu của cuộc đời mà những đức đã đạt được cái chuyện có tiền và có danh rồi đó. Thế gian. Bây giờ những đức đang đi tới cái chuyện là phải đến xuất thế gian. Đó là cầu sanh cực lạc. Quý vị thấy. Còn nếu như cả đời con người ta bởi vì lao theo đồng tiền, coi chừng quý vị không có này đó. Không có. Quý vị biết rằng có những người ở thế gian người ta giàu chưa chắc có danh. Bây giờ quý vị thấy giàu cỡ nào giàu, có ai đưa tiền quý vị bằng cái tâm hai tay cung kính không? Chính những đức thấy rằng đúng là Phật pháp hay thiệt. Bởi vì như đức nói với người còn trẻ tuổi này, nếu mà đủ duyên chưa có vợ chưa có chồng đi tu đi, ngon hơn nhiều. Như đức nói thiệt á, đúng nói thiệt chứ mình nói rõ ràng ra, có vợ có chồng như chim lòng cá chậu, đúng không? Phải không? Phải như chim lòng cá chậu không? Nó rõ ràng như chim lòng cá chậu mà. Nó gió đó chứ mà nó nóng rồi có gió rồi. Đúng không? Có vợ có chồng như chim lòng cá chậu. Bây giờ chúng ta đủ duyên, chúng ta gặp Phật pháp, có cơ hội nữa nè. Chùa chiền rộng bao la, cơ hội phục vụ chúng sanh. Nó nhất là những cô mà chồng bỏ chồng chê. Không, trong cái cuộc đời này bây giờ những đức nói thiệt chứ, cái chuyện mà vợ chồng đến với nhau và chia tay sao nhiều quá. Quý vị biết gì sao cái xã hội bây giờ mà tệ nạn xã hội nhiều không quý vị? Vì cái chuyện vợ chồng chia tay mà tệ nạn xã hội nhiều. Quý vị coi một cái gia đình hạnh phúc làm gì vợ chồng chia tay. Mà bây giờ may mắn thay gặp được Phật pháp, vợ chồng có chia tay nhưng vẫn còn tình bạn.
Mình vẫn sống như vậy mà nuôi con đàng hoàng là nhờ gặp Phật Pháp đó. Chứ nếu mà như mà không gặp Phật Pháp, mà cỡ 30 mấy 40 tuổi, 40 mấy tuổi mà xa chồng, là có chừng thế nào có ngày cũng bồng thêm một thằng về nhà nữa. Nó thiệt đó chứ không chuyện giỡn chơi đâu nghe. Nó nhiều cô về chùa mình mà gọi là xa chồng mà nhờ những đức mà không có chồng nữa đó. À, từng nào cũng là nhắc mấy bà, thầy thấy mấy bà khổ quá, tội nghiệp mấy bà, nên cứ nhắc hoài bò dưỡng, nhắc hoài. Mà có khi những đức nói thiếu gạo lợi tôi cho gạo ăn nữa chứ, nói đến mức như vậy á. Tại vì sao? Tờ mình thật sự nó đã lỡ một lần khổ rồi, đừng có đổ thừa nghiệp nghe, đừng có nói thầy ơi thông cảm đi, nghiệp nặng lắm, không muốn đâu mà cứ tớ hoài. Thấy chưa? Bởi vì mình nói nghe, chồng đã, mình đã xa chồng rồi, nhà hư mình leo lóc nhà mình sửa. Đừng có kêu thằng ba bám bánh bò, thằng chín chạy xích lô gì sửa nhà chứ. Hiểu không? Có cái bà kia, bà đến chùa mình bà tu, mà khi mà vợ chồng hết duyên xa nhau, cái bắt đầu là cái thằng kế bên chòm sớm á, nó cứ lỡ nó sửa nhà giùm hoài. Mà mỗi lần đến sửa nhà là bà mờ ăn cơm. Cứ là đến sửa nhà là bà mờ ăn cơm, vì cái lễ người ta sửa nhà thì mờ ăn cơm. Ăn cơm chứ từ từ cái bữa không sửa nhà cũng là ăn cơm nữa. Mà, rồi ăn cơm xong rồi cái tự nhiên cái từ từ cái ở lại coi đá banh. Ở thật. Thì thấy chưa? Mà tới cái lúc mà coi đá banh là nguy hiểm. Thì biết rằng người ta lừa bóng mà nó lừa từ từ, rồi tới chỗ nó xuống vào cung thành. Chân gạt gì đó. Nên nó mà xin ở lại coi đá banh là mình biết cái thằng này không tốt. Hay không nhớ nghe mấy bà, kinh nghiệm nghe. Thằng nào mà nó nói là chị nhà chị có tivi bự quá, tôi ở bữa nay tôi ở lại coi đá banh, là nó nói câu đó mà mình nói ừ ở lại coi đi là biết rồi. Thì nó đá banh nó mới lừa bóng từ từ. Lừa bóng từ từ gần cung thành nó đá, thấy chưa? Là ý là mình cho người ta ở lại coi đá banh là biết rồi. Hiểu chưa? Nó hoặc là nói để nay ở lại coi phim là mình biết rồi đó. Không? Nó mà đúng quá, từ hôm nay mà lời sửa nhà cũng cho sửa thì đứa chị coi đá banh. Hiểu chưa? Dẹp. Đừng có nói rằng là mình nữ không làm được nghe. Leo lóc nhà sửa nhà làm đi. Nó việc gì đàn ông làm được, đàn bà làm được. Nó có tư tưởng cái trượng phu một chút để nuôi con đi. Trời ơi, dù là mình khó khăn mà mình nuôi một hai đứa con của mình nên người, sau này con mình vẫn tôn trọng mình là một người mẹ mẫu mực đặc biệt. Đừng bao giờ cho rằng đó nghe, bây giờ nuôi con cực khổ quá, đi ra ngoài gian díu đàn ông này đàn ông kia, dù không lấy làm chồng nhưng mà kiếm tiền nuôi con, cái đồng tiền đó không có sạch đâu. Dù có nuôi con đi chăng nữa cũng cảm thấy mắc cỡ lắm. Đừng có làm như vậy nghe chưa. Nó, trong cái cuộc đời này như Đức thấy rõ ràng rằng nó là vợ chồng đến với nhau và chia tay nhiều quá. Thật sự mà nói con người không có trách nhiệm đối với cái chuyện mà đã đến với nhau và nghĩ về con. Như bản thân những đứa làm con quý vị, những đứa không bao giờ mong muốn cha mẹ của mình chia tay nhau đâu. Nó thiệt á. Mình không bao giờ mong muốn mà đi với cha mà không có mẹ, đi với mẹ mà không có cha đâu. Không có mong muốn điều này xảy ra đối với gia đình mình đâu. Nên đứa con nó bị chấn động tâm nó, nên cuộc đời nó hư luôn quý vị. Bỏ học và hư hỏng là do cái chuyện vợ chồng không được hạnh phúc. Nên chúng ta bù đắp cho con bằng cách là từ hôm nay mình sống như vậy đàng hoàng để mình nuôi con. Chứ mình mà bước thêm bước nữa, nhất là con gái nha. Con gái mà mẹ mà bước thêm bước nữa, đứa con gái nó bị ảnh hưởng nhiều dữ lắm á, cho quý vị biết á. Nó nên từ nơi đó mà mình không có bước gì nữa trơn á. Hay bà bước vô chùa cho tôi đi. Bước vô chùa mình là ngon nhất. Nó thiệt luôn á. Trời ơi, có nhiều cô mà rồi khi mà đi đến chùa mình tu mà cái kiểu mà chồng bỏ chồng chê đó, mặt sơ sát, héo hon. Đi vô mà đi mà nó xin mà, thầy ơi thầy, cho con xin ở chùa đi thầy. Ủa cô đâu rồi? Dạ con ở Mỹ Tho, kê cái tiệm bánh bò. Trời ơi, nhìn mặt bộ giống bánh bò thiệt. Mặt răng nheo dữ vậy. Nhưng mà con nghe thầy giảng, bây giờ con muốn đi tu,
con muốn làm lại cuộc đời. Nó muốn gì là được á, được, vô theo mấy cô đi nha. Rồi mỗi ngày phụ bếp lau nhà đồ nè, không cần lo nghĩ gì nha, niệm Phật nha. Một tháng sau nhìn lại, ủa bánh bò đó hả? Đức hỏi ủa bánh bò đó hả? Bò đây, bò đây. Ôi trời ơi, mới có một tháng mà hôm nay sao nhìn thấy trắng trẻo cũng được á. Nó vô chùa công nhận thầy nuôi khéo tay thiệt. Chứ ở ngoài đời chồng nuôi bao nhiêu năm mà càng nuôi thì càng héo hon. Mà vô chùa thầy nuôi có một tháng mà nó sẽ trắng trẻo được. Tại vì chỉ giúp cho mấy ba cười nhiều. Bây giờ mấy cô cứ nghĩ mà nếu mỗi ngày mà mấy cô mà ở trong chùa mấy cô cười mỗi ngày gì thì nghĩ sao? Rồi không cần lo nghĩ nặng nề thì nghĩ sao? Thì một tháng sau thì mặc sao? Phì lên, đúng không? Còn cái kiểu mà ở nhà mỗi ngày thì héo, héo phải không? Còn đi vô chùa, vô chùa cười nhiều thì nó tích tụ hơn, đúng không? Tích tụ năng lượng. Quý vị coi cái bong bóng á, khi mà chưa thổi hơi vào, bóng nó xẹp lép rồi đúng không? Hết chất năng lượng, héo hòn. Nhưng mà khi cười nhiều, niệm Phật vui vẻ, không lo nghĩ nặng nề thì bắt đầu phì lên. Những đức nói Tết quý vị vô chùa ở một tuần lễ ăn Tết thôi, quý vị về đi, về nhà một cái hai vợ chồng mấy đứa con về một cái là chồm sớm hỏi ủa gia đình Tết nay đi du lịch ở đâu mà sao về thấy đẹp dữ vậy chồng. Du lịch cực lạc. Ủa cái điểm du lịch cực lạc là ở đâu chồng? Sao từ đó giờ mà chưa nghe cái điểm du lịch cực lạc nghe? Họ không có biết, đúng không? Tại vì sao mình vô mình vui nên nó là đi du lịch cực lạc. Đó, một tuần lễ thôi thì coi nè. Ôi, sắc diện thôi, đẹp. Không cần ăn diện gì, một tuần lễ không cần tha son đánh kem một miếng luôn. Vậy mà vô chùa chỉ có niệm Phật thôi, vậy mà đẹp. Rồi thêm tu phước tu duyên trong ngày Tết nữa. Người ta đến ào đến chùa mình, nó quà đồ tặng cho người ta, mời người ta ăn cơm, đồ làm việc tự nhiên. Một tuần lễ trong chùa nó vui vậy đó. Rồi mỗi ngày được niệm Phật, rồi sinh hoạt chúng này kia. Nói chắn là những đức điều tiết rất là vui cho con người ta khi đến chùa. Thì quý vị biết rằng mình phải có tâm như vậy. Bây giờ quý vị coi nhà mình dám rủ người ta đến nhà ăn Tết không? Mà đông như vậy mà những đức dám rủ quý vị về ăn Tết. Những đức nói chùa mình bây giờ quý vị đến ăn Tết 2.000 người, chùa mình chứa được đó, 2.000. Mấy điểm chùa những đức chia ra hết, 2.000 người ăn Tết thả ga, mua thào lèo ăn thoải mái. Thấy chưa? Nói trời ơi, ông thầy Duy Đức đâu đại sao ông cứ hứa cho ăn Tết mà thào lèo không phải trời. Hiểu không? Nó nên nói vậy thôi chứ mua nước ngọt, bánh trái, ăn thả ga. Tại vì sao? Mình thích lo cho người ta vậy đó. Tại vì những đức đi tu, những đức hiểu rồi. Thay đổi cuộc đời bằng cái tâm nghĩ cho người ta. Nó. Nên câu Phật hiệu này giúp cho chúng ta thành đạt được thế gian pháp và xuất thế gian pháp. Nhớ. Câu Phật hiệu có thể giải trừ mọi nguy nan của thế gian và xuất thế gian. Nguy nan trong cuộc đời câu Phật hiệu giải quyết được. Nói vị biết rằng có cái ông kia chạy xe mà tự nhiên cái bằng lái sao mà nó quay là không được. Như vậy mà ông để cái máy niệm Phật kế một bên, ông niệm ai với Đạo Phật, ai với Đạo Phật, vì bằng lái bẻ ngang cái quẹo vô cái cây. Tại vì đúng là nó quẹo vô xuống cái bờ lề chết queo rồi, mà dính vô cái cây không lọt xuống hầm. Thì thấy không? Có nghĩa là mọi nguy nan trong cuộc đời có Phật hiệu, tự nhiên có một cái sự gia trì gì mà bản thân chúng ta là phàm phu không hiểu nổi. Nên nói là bổ nguyện Di Đà không thể nghĩ bàn. Không thể nghĩ là nghĩ không nổi hết. Không thể bàn là vì không phải cảnh giới của mình sao bàn. Quý vị nghe rõ ràng không? Một câu Phật hiệu này giải trừ nguy nan ung thư, sida, bệnh mà không có thuốc trị. Niệm Phật đi. Nhà khoa học người ta đã thí nghiệm rõ ràng. Người ung thư thời kỳ cuối, sida, như vậy mà thuốc không ngăn được. Như vậy mà niệm câu Phật hiệu và giữ tâm thiện, cuối cùng đứng lại. Đó. Quý vị biết rằng câu Phật hiệu mà khi niệm á nghe, là tế bào của mình tự nhiên được tươi mát liền.
Quý vị thấy những đức chia sẻ tịnh độ không? Quý vị nhìn lên vì thấy cái mặt như đó không? Hồng hào quý vị thấy chưa? Tại vì sao tế bào nó đang tốt? Bởi vì ngồi dưới nghe nghe, con người nó hừng hực hực cái tâm. Quý vị quay phim coi thử coi, phim rất là đẹp. Mà những đức nhìn xuống những đức thấy quý vị nghe, quang minh phổ chiếu. Giỡn đâu à? Thì nói đơn giản hả? Ngồi xuống nói chuyện ào 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 ào, nói đâu mà chàng nó dữ rồi. Có những khi những đức nói chuyện mà ta óc ác nổi cục cục luôn, vì sao biết không? Quang minh phổ chiếu bao trùm quý vị, cảm ứng, cảm ứng đạo giao nó, nên cái người ngồi ở xa tốt ngoài xăng mà cũng hưởng cảm ứng nữa. Còn mấy người ngồi gần ở đây là cảm ứng dữ lắm, gần á biết không, tiếp nhận nguồn năng lượng cao cấp. Còn ở xa có khi không nhìn được người đó, tự nhiên mình cái sự nghe của mình nó giảm năng lượng cái tâm. Cái tâm cảm ứng hay không là do cái tâm á. Ví dụ như giờ mình không nhìn thấy cái gì sao cảm ứng khó. Cái người mà đủ năng lực mà ngồi ở xa mà vẫn nhiếp tâm mà nghe, cái này không phải đơn giản đâu quý vị. Nên từ nơi đó một cái pháp hội là cần có hình ảnh cho người ta thấy. Còn mình gì là hơi thiếu sót lắm mà. Ngồi tội nghiệp ghê. Thấy không? Gán cố gắng niệm Phật đi, mai mốt có. Hiểu không? Nó mọi nguy nan trong cuộc đời, bệnh hoạn, sida, ung thư, khỏi cần sợ nữa. Nhưng đừng có bị sida, kỳ lắm. Đúng không? Thà ung thư cái đó mình còn nói là nghiệp chướng, chứ sida tao nói mình ăn chơi tầm bậy. Bị sida, biết chưa? Nên thôi, ung thư đồ nghe, khỏi sợ. Vì sao? Vì cơ thể của mình nó nhiều tế bào tốt, ung thư chỉ là một nhúm thôi. Chúng ta không cần gì phải sợ. Sợ là nguy hiểm. Sợ là nguy hiểm, bế tắc là nguy hiểm. Nhớ trong cái cuộc đời này chúng ta sống, quý vị nhớ nha, không có một việc gì chúng ta bế tắc hết. Nhớ từ hôm nay biết nhau rồi, biết niệm Phật rồi, đừng nói hai chữ buồn nữa. Đừng nói buồn nữa nghe. Một chữ buồn, đừng nói nữa. Không phải hai chữ. Hiểu chưa? Đừng có nói buồn nữa. Nghĩ buồn đi. Buồn không giải quyết được vấn đề đâu. Nếu ai trong đây mà còn buồn ai đó thì nghe câu này rồi xóa sổ. Xóa được không? Xóa sổ đi. À, hoặc là dặn chồng dặn vợ vậy đó. Bắt đầu là nghe buổi này xong, ngày mai đi, ngày mai xong rồi bữa sau đi về, hay tối ngày mai về, thì bắt đầu là về gặp vợ gặp chồng nói tôi không buồn bà nữa. Tôi không buồn nữa, tôi không buồn ông nữa. Ai với đạo Phật. Thấy chưa? Quá giải cái tâm đi. Buồn chi ạ? Buồn người là đang để chất độc trong người mình để phát tán hả? Vì buồn người ta một ngày là tổn biết bao nhiêu phước chưa? Trời ơi, buồn dặn người ta là mình không có sự an lạc. Người ta không phải mình. Mình không phải người ta, làm sao mình đòi hỏi người ta giống như mình? Bây giờ trong chùa những đức lo như vậy mà những đức bắt người ta theo ý những đức còn không được nè. Sao sao được? Nên chúng ta phải biết rằng một người một ý, mười người mười ý. Mình đi buồn người ta là mình đang làm khổ mình đó nghe. Buồn người ta là trước nhất là bản thân mình khổ trước nhất đó. Nên mấy cô nghe nhớ nghe, buồn nó mau già dữ lắm. Mà buồn là nó nổi mụn ác đạn luôn. Vì biết rằng bữa đó những đức la chúng có bữa một mà cái miệng đức nổi mụn ngay cái mỏ. Kinh khủng chưa? Hồi đó giờ ít bao giờ nói mụn ngay chỗ này. Mà bữa đó la chúng bữa thì ghê, la chúng. Cuối cùng vừa la xong bữa sau nổi mụn ngay cái mỏ liền. Tối hôm đó xin lỗi muốn chết luôn, bữa nay nó lặn xuống. Hôm qua nó u lên cục vậy nè, mà nói mụn ơi mụn. Cái mỏ nó đã nhọn rồi mày nổi mày chơi đâu không chơi. Mày chơi ngay cái chỗ rảnh. Này rảnh là sao? Mình là mình nói chuyện với người ta mà, là mình là cũng... Chứ thật sự cái mỏ mình nó dảnh sâu quá không? Vì nhớ cái câu nói, những đức nói ở câu này nha, nó đánh vào tâm trạng của rất nhiều người xấu mà người ta tự tin. Ông Đức mà không còn dám nói gì mà mình nhỏ sợ gì. Đúng không? Nó, quý vị biết rằng nói như vậy đó mà nhiều người ta xấu, người ta lại có niềm tin lại. Và tìm cách tại sao những đức nói những đức xấu nhiều quá à? Nhiều cái hư quá vậy. Vì rất nhiều người hư trong cuộc đời này, người ta quay đầu. Quý vị nói bị tốt quá, ngon quá. Nhiều người ta nói ông thầy có thiện căn, có nhân duyên, ông tu. Chứ mình có thiện căn nhân duyên đâu mà tu, thấy chưa? Người ta cảm thấy người ta leo lên chiếc thiền Bát Nhã này không có được. Còn mình mong người ta leo lên chiếc thiền này được đó. Nên những người nghe những đức nói chuyện được là những người tu được. Không có ai mà không tu được. Vì sao? Hư như tôi mà còn tu được như quý vị. Chưa hư bằng tôi đâu. Thấy không?
Nên từ nơi đó vị thông bực bội la một cái nổi mụn ngay cái mỏ liền. Những đức về ngồi chú mụn ơi mụn lặng đi con, ngày mai lễ mày nổi mày u lên chi mà bự vậy, kỳ cục dữ lắm nha, lặng xuống hoặc mày chuyển hướng đi, chuyển hướng chỗ khác. Nó nói những đức câu nói tại vì thầy sân si, thầy la tao sân si quá nên bây giờ tôi nổi ngay cái miệng thầy cho thầy biết, thấy chưa, kinh khủng không? Nhưng đức nói thôi xin lỗi mà, xin lỗi bạn, xin lỗi bạn, lặng đi bạn. Vì mà một đêm sao hạ cấp, giống như 10 phần mà bây giờ hạ còn có 2 phần. Còn thấy chưa? Nó mà hạ lắm rồi đó nghe, giỡn đâu. Nên những đức nói mấy bà mà mỗi ngày sân si chữ chồng chữ con, hoặc là chữ vợ mà chữ con là mấy ông á, là kỳ cục vậy. Giết rồi nó tàn phai hương sắc, răng gì rụng tá lả bình, giỡn đâu nghe. Trời, cơ thể mà nó tức giận nó làm cho hư tế bào đó. Đó nên mình phải so dịu lại. Có cái chú trong chùa bị đau bụng, rõ ràng này những đức so nhẹ nhẹ xin lỗi nè, hạ nè, thấy chưa. Cái chú kia cũng đau bụng, đau mà giống hịch là bị mà ruột thừa ghê thiệt chứ. Vậy đó nghe, mà những đức kêu ổng chú niệm Phật so bụng thử đi, thí nghiệm nghe. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. So cái bụng mình, cái tâm trạng nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nhất luôn. Tự nhiên một tiếng mấy sau hết đau bụng. Ghê chưa? Cái này là kết quả rõ ràng 100% luôn. Quý vị biết rằng tại sao mà có khi những đức bệnh mà lễ lọc những đức lên ầm ầm luôn, quý vị thấy không? Những đức nói với cái cơ thể những đức, như đức nói nè, bệnh thì bệnh, lúc nào nghỉ thì bệnh đi, nhưng lúc nào mà tôi lên chánh điện cho tôi khỏe nghe, chúng ta cùng tu phước tu duyên nghe. Còn lúc nào tôi không làm gì cái chúng sinh thì cứ bệnh đòi nợ đi, nhưng lúc nào tôi làm gì cái chúng sinh thì cho tôi khỏe nghe. Vừa nói vậy xong nghe, đắp y lên nghe, lúc đắp y nghe còn mệt nghe, đuối nghe. Vậy đó mà khi vừa bước lên pháp toàn cái là đi nha. Đi ở mặt kinh kinh. Bước lên cái nói chuyện âm âm, thấy chưa, rõ ràng chưa. Vậy đó mà bước về phòng một cái xây sẩm mặt mày chứ, sao ngộ cái tao. Đúng rõ ràng nghe, trong cơ thể chúng ta từ đầu cho tới chân, mỗi một vị trí trong cơ thể chúng ta đều có quan gia. Từ đầu não cho tới cần cổ, cho tới dai, cho tới bụng, tới ruột non, được già, bao tử, chân cẳng, tất cả tế bào đều có nghiệp quan gia nằm ở trong. Chỉ cần chúng ta khuấy động bằng cái tâm là nóng giận sân si lên là nghiệp quan gia bộc phát liền. Nhăn mà bộc phát nghiệp quan gia bằng cách gì? Sân si, hận người, đố kỵ, xấu xa. Đó là nơi trú ẩn của nghiệp quan gia và điều xấu trú ẩn về mình. Còn nếu như tâm địa thiện là bao nhiêu điều tốt điều quy về mình. Đó, nên quý vị phải nhớ câu Phật hiệu này đặc biệt lắm. Câu Phật hiệu có thể giải trừ độc trị bệnh và có thể giải trừ sanh tử khổ đau. Hay. Đó, thấy chưa? Câu Phật hiệu giải trừ độc. Độc đó là gì? Từ sân si, nguồn gốc của sân hãn là độc. Đây là nguồn gốc của độc cực điểm luôn, tham sân si. Nếu mà tham đi đâu cũng bơ quét đem về nhà, lòng tham cực điểm. Tham rồi keo kiệt, hai điểm này đi vào đâu? Ngạ quỷ. Sân hận là gì? Không được như ý mình, khó chịu bực bội sân hận. Nhân đó quả ở đâu? Địa ngục. Hai điểm này đã dính rồi thì con người này là ngu si. Ngu si là nhân, quả báo ở đâu? Súc sanh. Thì thấy chưa? Tam đồ ác đạo là ngay chỗ nào? Tham sân si là nguồn gốc, là nhân để thành quả của tam đồ ác đạo. Như vậy thì đây là độc tố cực điểm mà câu Phật hiệu này giải trừ được tham sân si. Tuyệt quá. Một con người mà tham sân si mà nhẹ rồi thì sự an lạc cực điểm phát triển liền. Một con người mà tham sân si nặng cực điểm thì sự khổ đau quý vị đến mức cực điểm. Dù là chưa đi vào tam đồ ác đạo nhưng mà sự khổ đau này nó đã có của tam đồ ác đạo. Quý vị để ý khi mình tham sân si đi, nặng cực điểm đi, thì tự nhiên quý vị sẽ thấy cái nguồn gốc của tam đồ ác đạo đã có rồi, hiện tại ở ta bà đã có rồi. Còn khi tham sân si đã nhẹ hoàn toàn thì quý vị đã thấy cực lạc đã có rồi, ở cực lạc rồi, vì niềm vui hiện hữu lúc nào cũng có. Hay quá, thấy không? Như vậy thì cái bệnh đau độc tố niệm Phật tâm thiện giải trừ, ăn chay giải trừ, cái này là 100%. Vấn đề then chốt là chúng ta phải cố gắng
có niềm tin mà phải làm, đúng chưa? Nghe mà chị không làm thì làm sao được? Biết niệm Phật là thù thắng mà không làm thì cũng như là không tin. Đã biết nó là tốt thì phải chân thật tin và làm thì có kết quả. Mười mấy năm nay tin và làm nè, niệm không hiểu tới cung luôn. Mới đi xuống chùa Hộ Pháp 100 mấy chục người đi xuống, không có một cắt bạc luôn. Niệm Phật đi mấy bà già, tôi có tiền, không có tiền cắt nào. Tại vì mình đúng là cũng gan thiệt, nói thiệt đó, Nhân Đức nói thiệt, gan. Vì con người này lang bạc cuộc đời mà có gì mà không sợ nữa. Đúng là con người ta từ nhỏ 6 tuổi mắc mẹ, nghèo khổ, bị quýnh, bị chữ, đá hứ hứ. 18 tuổi lên thành phố, đi làm kiếm cơm ăn, bị chữ, rơi nước mắt khóc, nhiễu như chén cơm. Mà học nghề thợ nấu luôn, ghê chưa? Khổ từ khi còn nhỏ, sau này lo cho chúng. Bên cạnh 100 mấy chục người không có một cắt. Vậy mà kêu mấy bà già niệm Phật đi, tôi có tiền. Tiền đâu? Tiền đâu? Chưa? Ghê thiệt. Đó, thì thấy không? Như vậy đó mà có thiệt nghe. Tự nhiên đem tiền đưa nghe. Có tiền đó, xong nghe, đem tiền đến đưa nghe. Bởi vì mình thường chơi mấy bà già, đụng ai mình cũng chơi, đủ duyên là mình nói chuyện. Què hoặc xí cầu que mù, già cả gì mình không bao giờ nhìn người giàu vậy chứ. Tùy duyên gặp ai nói chuyện người nấy, nói vài câu cũng được. Tự nhiên gặp một bà già cầm giỏ sách đến. Bà già hỏi, ở đây ai coi chung? Mình nói, tôi. Bà nói rằng, nè, cúng dường cho chú nè, chú biết không, cúng dường cho chú nè, để lo cho đại chúng nghe. Nói cái gì đây? Thì đem về coi. Coi trong cái giỏ đó bị biết gì không? Tiền. Ghê chưa? Xài 2 tuần chưa hết. Xài 2 tuần chưa hết mà lại đi dành xài. Phải làm sao? Cắt ra 1 tuần làm tượng Phật cho người ta. Ghê chưa? Lúc nghèo đó nghe, 2 tuần được xài mà cắt 1 tuần làm tượng Phật, còn 1 tuần sống. Nó gan rồi, lúc này biết rồi. Biết rồi, mình biết rồi, làm việc cho Phật rồi. Cuối cùng nghe, quý vị biết rằng nghe, 1 tuần sắp hết nghe, tiếp tục xuất hiện một ông già rụng răng này. À. Lần trước là bà già, đây này ông già đúng không? Đây nguy hiểm. Anh giờ đạo Phật, cung kính, cung kính. Có gì không? Nè. Nè. Nè là ngon nữa rồi đúng không? Cầm giỏ vô mở ra. Trời ơi. Khoai lang không? Nói không sao, có khoai lang ăn cũng được. Được đâu, ngon cái lần trước. Phật Bồ Tát thấy mình tham à. Thấy mình gặp người tưởng nó đem tiền nữa, mình tham à. Thấy chưa? Đây Phật Bồ Tát chuyển biến thành khoai lang liền. Cho mày biết, mày bỏ cái tật này kia chưa. Mày gặp người ta nghèo lần trước bà già đưa tiền, lần này bà già tưởng nó đưa tiền nữa đúng không con? Cho mày khoai lang cho mày ăn cho mày biết. Nó trong bụng mình lên sám hối với Phật nữa, con tại đây không dám nữa. Không dám nhìn mấy bà già tưởng đeo đưa tiền nữa, không dám. Ai với đào Phật, ai với đào Phật. Tiếp tục ngày mai cầm đến không dám nghĩ gì chứ. Cứ nói chuyện hỏi han bình thường không dám nghĩ ngợi chứ. Rồi nè mà nói ai với đào Phật, con không dám nghĩ gì. Nè cái gì cũng được. Rồi lúc đó thì mở ra tiền. À, thấy chưa? Ghê không? Vừa nghĩ là người ta đem tiền là chuyển thành khoai lang. Kinh khủng chưa? Đây là rõ ràng luôn đó. Không dám nghĩ nữa mà chỉ có giúp người ta mời uống nước, mời ăn cơm. Còn nè gì không dám. Thì là tiền. Thấy chưa? Ghê chưa? Nên quý vị biết rằng đừng có nói rằng tu niệm Phật phước lắm, tiền nhiều lắm là chúng ta sẽ chuyển biến đó. Chúng ta cứ chân thật niệm Phật đi, tự tánh hiển lộ mà. Nói là để dạy người thôi, còn bản thân mình đừng có chấp chỗ đó. Chấp tướng là không được, phiền phức lắm, hiểu không? Nên đó là cái việc mà quý vị biết rằng chân thật làm đi, cái lợi ích lớn lắm. Dù nhà nghèo sơ sát, ngồi trong đấy có những người nghèo, nhà toàn là rác. Nhưng mà nghe gì rồi về nhà niệm Phật đi, thỉnh một bộ tượng Phật về thờ liền. Nhà nghèo thờ tượng Phật, nhà nghèo thiệt nghèo, mua 1 tấm kiến. Bắn vào cái tường đâu có nhà nghèo mà tường. Chậu nhà dách không sao bắn vô. Bắn mấy bà gớt bao bà tượng tôi xuống đắt bể hết trơn rồi. Thôi kiếm cái gì để được thì để lại đi, tôi không biết bắn vô đâu nữa, đúng không?
nó thì thờ ba pho tượng, bắt đầu là vợ chồng niệm Phật đi. Rồi vị thấy căn nhà đó quang minh phổ chiếu, rồi vị sẽ thấy không có thiếu gạo ăn đâu, đừng có sợ. Không có thiếu gạo ăn đâu, đừng có sợ. Thôi cả chùa gì như vậy mà hòa thượng qua nói một câu đúng rõ ràng, chỉ có Phật lo. Nó, người ta ngồi y gì mà ta nghe được là gì? Phải là thu nhiếp từ bổn nguyện không? Tán thán bổn nguyện nên thu nhiếp rõ ràng. Ngồi nói chuyện sức mồ hôi hột mà nói càng nói càng hứng. Nên ok, mình hay lúa, hay lúa cách diễn trình của mình ghê lắm. Mà làm cho ta đừng có ngủ được rồi đúng không? Nó, chứ bây giờ mình nói à, quý Phật tử chuyện nghiêm quá phải không? Ví dụ như có những người ta giảng pháp đi, người ta diễn hay lắm quý vị, người ta nói sao mà không biết mà à, quý Phật tử nghĩa là ta vừa nói miệng ta cười cười hoài, còn mình không có, mình lúc mình nói rồi. Nó nhiều bà nói trời thầy giảng sao ghê quá. Cái hổm có nguyên một cái đoàn thành phố xuống, cô cho tôi gặp thầy Đức. Trời, tôi nghe ông thầy này giảng công nhận gì, ông giảng mạnh mẽ gì đó, cỡ tôi mà giảng mạnh cái đó mới vô nổi. Tại vì sao ông thầy này ông giảng đúng là ghê quá, cái thứ gì cũng dám nói. Tôi lỡ tôi coi ổng thử coi sao. Nó tàu vậy đó nghe, mà một số người dữ gì mà đến tiền à, đến tiền vừa gặp cái nó thầu sao thấy trong giảng dữ mà như mặt ngoài đâu có dữ gì mấy. Nó chưa đụng độ đó, đụng đi rồi nó dữ cho mà thấy. Mà nó tự nhiên dữ, tự nhiên vừa gặp nhau có gì đâu dữ, đúng không? Bây giờ vừa gặp nhau gì quý vị, nó ví dụ như giờ đi đến chùa thì cái gì cũng thấy ngon đúng không, cái gì cũng thấy đẹp đúng không, chưa đụng cái gì. Không lẽ bây giờ tự nhiên vừa gặp gì tự nhiên bước lại bác vô duyên, thấy có chuyện gì chứ đúng không? Bây giờ gặp nhau là cái gì cũng đặc biệt, nên về chùa thì thấy cái gì cũng đẹp hết. Nhưng mà khi ở trong chùa luôn rồi thì có thấy nhiều cái không đẹp, hiểu không? Nói vậy câu thồng nó hay á. Nếu mà ở cõi này mà cái gì nó cũng đẹp hết thì đâu phải là ta bà. Nên từ nó đã là ta bà thì nó phải có cái không tròn vẹn. Nhưng mà quý vị đến đây dài ba ngày thì thấy trời ơi, giống nó đẹp lắm, đặc biệt lắm. Rồi bữa nay xong nè, giờ này xong chút xuống nhà ăn cơm, thấy không? Xuống nhà ăn cơm. Ăn cơm xong rồi bắt đầu là cái gì? Mình đi qua Đại Tùng Lâm. Ồ, chuyến này đi mình được ba chùa luôn. Ba chùa tu tịnh độ không hả? Ba ngôi chùa tu tịnh độ không thì sau này đố mà mình không có cơ hội ở chùa nào, đúng không? Dễ gì mà không có cơ hội ở chùa nào. Không ở Hộ Pháp thì cũng qua chùa mới, không chùa mới cũng Đại Tùng Lâm, không Tùng Lâm cũng Bảo Tháp, không Bảo Tháp thì thôi đi về nhà luôn đi. Hết duyên rồi chứ sao bây giờ, đúng không? Mấy vị thấy không? Đi ba chùa ngon lành. Ngày nay hai buổi ở đây rồi đúng không? Một chút đi qua Đại Tùng Lâm rộng rãi, bắt đầu ha, đi vòng vòng đồ chơi rồi nè, vui. Vừa đi vừa ngắm cảnh, đúng không? Bắt đầu tối, bắt đầu ra nhà toàn 6 giờ 5 giờ rưỡi là chúng ta tập trung ở đó đi, thấy không? Ăn uống rồi xong rửa mặt rửa tay rồi qua Đại Tùng Lâm thì nhà sinh nhiều dữ lắm bên đó đó. Rồi buổi chiều này vẫn có đồ ăn, nhưng mà thôi mình ăn ở đây một cái nữa đi, để cho ở bên đây người ta cố công người ta nấu cho mình ăn á, mà chùa mới nè đó, thì bắt đầu mình xuống đó mình ăn đồ cho nó vui vẻ ở chùa mới cái ngày nay đi. Rồi bắt đầu xong rồi bắt đầu là các đoàn đi qua bên đó, thấy không? Qua bên đó bắt đầu là tối đêm nay nghe, 6 giờ gì đứng nói chuyện gì bổ nguyện Di Đà cũng là niệm Phật thôi, nhưng mà nói vậy đó. Rồi bắt đầu là nói chuyện một chút xong chúng ta lễ Phật 1 tiếng rưỡi. Quý vị đi về đây chùa mình nó không có nghi thức gì hết, quý vị thấy không? Bình thường đâu có bài bố gì đâu. Hôm qua vẫn bình thường, ngày nay vẫn như vậy, ngày mốt vẫn như vậy, bữa kia vẫn như vậy, ngày nào cũng như vậy. Không có gì xa vợ chứ không. Nhưng mà về đây quan trọng là tu và nghe pháp, không quý vị? Tình con người đến với con người với nhau vui vô cùng đó. Xong tối đêm nay lễ Phật xong khoảng 8 giờ rưỡi, 8 giờ rưỡi xong phóng sanh nghi thức này kia một chút, 9 giờ đi phóng sanh gọi là xong, bắt đầu quý vị lên xe. Lên xe đi tắm biển. Đây, Vũng Tàu mà đúng không? Thôi bây giờ chuyến sau đi tính sau, còn bây giờ lên xe đi đâu? Về Hộ Pháp. Về Hộ Pháp. Không,
Con hộ pháp nguyên ngày nay không có phục vụ chúng sanh đúng không? Chỉ lo bên kia thôi đúng không? 500-600 ngự bệnh thôi, bắt đầu là quý vị về bệnh. Kệ vì bệnh những đức cũng bố trí rồi, chỗ ngủ chỗ gì kia kệ nó cũng chặt chội, nhưng mà về là hộ pháp. Cái duyên mình cũng đến từ hộ pháp quý vị. Và nó mới phát duyên ở từ những điểm này nè. Rồi bắt đầu là mình trở về hộ pháp, nghỉ ha. Sáng mai cũng đông người không lễ Phật được đâu. Tiếp tục buổi sáng chia sẻ Phật pháp nửa tiếng. Sáng mai ngủ tới 4 người rưỡi luôn nghe. Thường là chùa chỉ có 3 giờ 15 là thức rồi. Nhưng mà lễ lọc như đức để cho bị ngủ tới 4 rưỡi luôn. 4 giờ rưỡi xong niệm địa chung 20 phút là 5 giờ đi. Thấy không? 5 giờ như đức lên chia sẻ Phật pháp, còn 15 phút nữa 6 giờ nghỉ. Rồi là buổi sáng tu của mình là buổi sáng sớm là vậy nghe. Rồi bắt đầu xong xuống nhà bếp ăn cơm xong đi một vòng hộ pháp. Nghe vòng vòng chơi rồi vậy đó ha. À. Thấy không? Rồi bắt đầu là tiếp tục là 8 giờ mấy là tiếp tục lên chánh điện. Rồi là tối lại bắt đầu là tiếp tục 1 tiếng rưỡi lễ Phật nữa. Rồi lễ 1 tiếng rưỡi xong phóng sanh là viên mãn chuyến đi của mình 2 ngày. Nó đưa lên quy trình rõ ràng hết trơn rồi đó quý vị. Thấy không? Nên quý vị chân thật nhiệt tình trong 2 ngày này đi, rồi quý vị sẽ thấy cái cảm giác nó an lạc tuyệt vời. Vì 2 ngày nay quý vị đi đây là thật chắc tu, hồi hướng cầu an cho cha mẹ còn sống, cầu siêu cho ông bà cha mẹ đã chết, và những người mang nghiệp phá thai cầu siêu cho các cháu. Nếu như các cháu gì đây mà thích ở đây thì ở đây đi, ngày nào cũng cúng đi thực cho ăn nè. Rồi củ quyền thất tổ ông bà cha mẹ chúng ta mà chưa siêu đó, thôi ở đâu mà an lạc tốt đẹp được thì ở đi, ở đây nè, người ta mỗi ngày người ta tu nè, người ta hồi hướng cho. Quý vị biết cái nơi mà đạo tràng tu như vậy, nghe ở trên bầu trời lúc nào cũng có những cái điềm lành, mà hương linh mà ở đây là dễ siêu lắm. Con người còn sống này còn mang cái thân này khó đi nè, mà hương linh chỉ cần buông cái tâm hận thù, buông một phát thôi là đi liền. Nhất là chư hương linh nghe, bữa nay lễ Vía Di Đà nè, buông cho cái tâm hận thù đi, mang nghiệp phá thai rồi đó. Các con nhớ nè, không phải tự nhiên mà cha mẹ phá mình đâu, mình phải ngồi do cái nghiệp nhân của mình mà bây giờ người ta phá mình đó. Chứ không phải mà tự nhiên mà mình vô bụng người ta phá mình đâu nghe. Tại sao 4-5 đứa con mà đứa thì sanh đứa thì phá? Là do gì? Mình không có đủ phước làm người lên ra đời nên mình bị phá đó. Nói rõ ràng như vậy là nhân quả 100%, không có sai đâu. Nên bây giờ tất cả những thai nhi hay những người chết oan chết ức, hay là chiến sĩ chặn vong, những người chết mà chưa siêu, nghe câu đoạn này nhớ nè, đừng có đi hại người nữa, mà hãy nương vào ngôi chùa vậy, nương vào bổn nguyện niệm Phật đi. Đức Phật A Di Đà đã phát nguyện rằng chúng sanh mười phương nghe danh hiệu ta, chí tâm tin nưa niệm danh hiệu ta là A Di Đà Phật. Chỉ cần người này niệm A Di Đà Phật, đến khi mệnh chung ta là A Di Đà Phật thì đến tiếp dẫn người này về Tây Phương Cực Lạc. Những chư hương linh là không có thân, chỉ cần buông cái tâm ái nhiễm, tâm dính mắc, tâm hận thù, buông xuống một phát thôi, niệm câu Phật hiệu là Phật phóng quang một cái là leo lên đài sen diệt cực lạc liền. Tôi nghe mắc mê, thấy chưa? Về cực lạc có được một cái thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, không già, không bệnh, không chết. Muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, không phải đồ cúng đi thực này đâu. Đồ ăn bằng bảy báo, đồ ngon lành, toàn là đồ bảy báo để mà đựng đồ ăn cho mình ăn. Đồ ăn thì những cái trái cây đó những đứa không biết mà ngon lắm. Nói tóm lại là rất là ngon. Hiểu không? Đã là tốt đẹp mà sao ngon. Đó, thì sao? Còn khi tắm, trời ơi, bác công đức thị. Vì nghe chỗ này bị khỏi cần tắm cũng mát. Về cực lạc rồi, ở trong ao bác công đức thị mà tắm. Xuống cái ao bác công đức thị đó nghe, bước xuống một cái, tắm nước mềm dẻo, nước nhẹ nhàng, nước dịu mát, tắm xong trí tuệ phát sinh. Muốn nước đến chân thì đến chân, muốn nước đến gối thì đến gối, muốn nước qua đầu thì qua đầu. Quý vị hỏi xong, quý vị hỏi là tắm xong có lau mình không thầy? Không cần lau mình. Cậu là cậu tắm rồi còn lau mình thì có ý gan ta bà này, còn gì nữa? Quý vị hỏi lại thầy ơi, vậy ăn thì sao, có đi cầu không? Không có. Bậy. Không có cái gì cái trên cực lạc mà đi cầu. Nếu như mà lên cực lạc mà ăn xong mà còn xây nhà cầu đó, thôi những đức cũng nghĩ về cực lạc luôn. Trời là trời, ở đây xây nhà cầu, nghẹt cầu móc muốn chết luôn mà về cực lạc mà còn nuôi chúng mà còn đi cầu đó, thôi chịu thua. Những đức nói với vị biết nghe, mười mấy năm nay những đức đi tu, những đức móc nhà cầu biết bao nhiêu mà nói. Nó mới được ngày hôm nay. Cửa nhà vệ sinh nè, môi nhà cầu nè, ngày xưa trên Đà Lạt á, tỉnh Thất Quan Âm á, quản chúng trên 1500 người á. Nhà cầu mà đi ra mà nó không quỷ được kịp á, vì 1500 người đi tối ngày,
Vậy mà cuối cùng mà nó cứng từng mảng như sắt vậy. Nhảy xuống nhà cầu mà đứng mà cầm cầm cái sắt đập bung bung bung, cầm lên mảng giác trên vai chứ. Phăng, trời ơi. Thì biết nghe ngộ thôi. Nhưng Đức nói như Đức móc nhà cầu chứ như Đức quen. Nó lạ lắm. Mình ở trong cái nhà cầu mình không lẽ nghe mùi thúi. Và cái người ở xa nó thúi ác đạn luôn. Nó nói là trời trời công nhận thiệt. Gì đâu mà hay thế ghê ở trong đó mà sao mà ngồi ăn phải lan được hay thế ghê. À, tại vì trong cái nhà cầu bự quá nhảy vô đó xong đó bụng quá kêu đưa vài củ phải lan ăn chơi. Ngồi ăn không nghe một miếng thúi luôn. Vậy mà ở xa bụng ủi chịu không nổi. Ghê hò. Nó lạ ghê. Phật gia hộ. Chứ nếu vô đó mà thúi quá sao chịu nổi. Vậy mà từng mảng phăng phăng nghe mà nó không quỷ nghe. Là nó cứng như xi măng. Đây nè nè nè. Nó móc nè. Lấy sắt đập bụp 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 bụp. Từng mảng bỏ vô bao. Lần 70 bao. Chở đi. Trời ơi làm hoài mà. Ngày xưa trên đó mà nói mà nghẹt cầu rồi nước nó thải xuống. Mà người dân mỗi lần mình đi vệ sinh nó cứ cầm cây cầm sắt nó đồ quýnh mình không. Nuôi người già đâu có đơn giản đâu trời. Chịu khó 5 năm trên Đà Lạt. Chuyển xuống đây là chuyển cảnh giới. Tăng lên bậc nữa. Nó, quý vị mà có phước nó càng chuyển càng tăng. Còn nó mà vô phước nó càng chuyển càng héo. Nghe tình độ nghe hoài chứ còn hứng. Thấy không? Về cực lạc rồi quý vị biết cái cảm giác của thế giới cực lạc. Đây là trong kinh diễn đạt thôi nghe. Mà quý vị nghe nó đã thấy hứng thú không? Thấy không? Bây giờ tắm xong rồi có thay đồ không? Không cần thay đồ luôn. Quý vị biết cái một cái quốc độ là tùy giai sung mãn mà. Quý vị biết thay đồ vậy? Bước xuống là tắm. Áo của mình toàn là bảy báo đẹp vô cùng thấy không? Bước xuống đó tắm. Trong lòng của mình vừa nghĩ áo gì là tự nhiên áo nó đắp vào người mình. Mà kim cương hột sòn rồi quang minh phổ chiếu. Bặn chiếc áo vô mà nó chiếu. Chiếu. Nói bị coi, đặc biệt chưa, nghe mê chưa. Còn nhà mình ở, vậy có cần giường ghế đâu không? Không cần. Không cần. Thí dụ khách đến nhà chơi. Thí dụ như giờ quen nhau nhiều, về cực lạc đó, có duyên phải không? Người ta bữa đó đi đến cái nơi của mình để chơi. Mình nói đây để nó dễ hiểu về cái cuộc sống nhân sinh của mình mà ở cực lạc, hiểu không? Thì vừa đến một cái là tự nhiên hiện ra một cái bàn, mấy cái ghế. Ba người đến thì hiện ba cái ghế. Bốn người đến thì hiện bốn cái ghế. Rồi trái cây, nước, nôi đầy đủ hết trơn. Khi vừa dùng mà bằng cái gì phải không? Không phải ăn, bỏ vô miệng, phải nuốt. Mà là dùng bằng một cái cảm giác hương vị. Mà nó tăng thêm cái sự trí tuệ thông minh. Và cảm giác an lạc như thiền định. Thôi cái này mà mê gì đâu. Nghe không? Thấy chưa? Nghe thấy thích không? Bắt đầu là quý vị biết rằng là khi về xong là bàn ghế biến mất hết. Rồi mỗi buổi sáng quý vị ở đâu ở xa đến đây thuê xe đi. Đi đến chùa này hoặc miền ngoài đi máy bay vô đây đúng không? Mua vé xe đặt trước đủ chuyện để lo đúng không? Về cực lạc trong một khoảnh tay thôi. Khoảnh tay thôi. Một ý niệm mình thôi đã đi 10 phương chư Phật. Đi cúng dường Phật. Phật thật luôn. Đến gặp Đức Thích Ca Mâu Ni, đảnh lễ bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Ghê chưa? Cúng dường đồ trang bảo, xong nghe pháp Đức Thích Ca Mâu Ni giảng trực tiếp cho nghe luôn. Rồi đi đến bất cứ một quốc độ nào cũng được cung kính. Vì sao? Đệ tử Di Đà mà. Đệ tử Di Đà mà. Ông bà cha mẹ của mình đang đọa trong tam đồ ác đạo, ngày nay là ngày đi xuống địa ngục nè. Bắt đầu là từ cực lạc một cái khoảnh tay thôi, đi xuống địa ngục liền. Đi xuống dưới địa ngục mà, người ở cực lạc mà đi xuống địa ngục, rồi đi tới đâu là địa ngục mát mẻ tới đó. Cái cảnh giới này không đơn giản đâu quý vị à. Rồi đi đến đó dùng Phật lực gia trì để cho người thân mình trong địa ngục được thoát địa ngục. Quý vị thấy không? Còn thân bằng quý thuộc ở cõi nhân gian này, có duyên, ngày nay đủ duyên rồi, thì hiện xuống nhân gian. Bắt đầu là xuất hiện ngay chỗ đó độ người thân liền. Thân không già, không bệnh, không chết. Thân vẫn trụ ở cõi cực lạc Tây Phương. Nhưng mà phân thân đi 10 phương pháp giới để độ sanh. Thân chính vẫn ở cực lạc. Ôi ô, cái cảm giác của cảnh giới này đúng là không thể nghĩ bàn. Thấy không? Còn nghe đến chỗ này mà thấy tịnh độ là phi thường. Đừng có nói là đơn giản hay chưa. Nó chỉ có một câu Phật hiệu thôi đó. Nói không? Nên quý vị cố gắng đi. Những Đức nói á, giàu nghèo đẹp xấu lùng le hô súng si cầu que niệm Phật đi. Tại vì sớm muộn mình cũng già nè.
Ví dụ như có nhiều cô lớn tuổi ở đây, mấy cô đã nhờ nhớ một ngày nào không? Một ngày nào một cô gái đẹp, mái tóc dài tha thứ ngồi ngay cây cầu khỉ để chải đầu. Tại quê chỉ thấy có cầu khỉ sông á, rồi xong có cái cầu bắt nhỏ nhỏ. Rồi buổi chiều cô gái kia tóc dài ngồi trên cây cầu, còn nước chảy thiêu 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 thiêu. Bắt đầu cô gái vuốt tóc chải đầu, thấy không? So tóc nhìn mái tóc đen mượt mượt, thấy không? Nhớ ngày nào soi gương cười cái răng 32 cái ngon lành. Nhớ hôm nào bao nhiêu chàng trai đeo đuổi, ngày nay nhìn lại tóc đã điểm xương, mặt đã chỗ đầu mồi nhăn nheo bèo nhèo, răng còn có một cái. Lưng còm chân mỏi, thấy không? Cụ cái đẹp dễ thương vậy à. Thấy không? Nên từ nơi đó vậy thấy chưa? Ngày nào cũng bao nhiêu chàng trai đeo đuổi, vậy mà ngày nay có ai đeo đuổi đâu? Có ai ngó ngàng đâu? Vô thường. Bây giờ mình phải chọn cái chỗ mà không có vô thường này nữa. Nên mấy bà cụ già niệm Phật nghe, siêng năng niệm Phật liền, mấy người trẻ cũng nên niệm Phật. Tại vì mai mốt mình già nè, bữa nay răng nhà đứa còn ngon đó. Nhưng mà ai biết được 2-3 năm sau cười một cái. Thấy không? Ai mà cũng phải chịu cảnh này quý vị. Nó nên phải về cực lạc nghe. Về cực lạc là cảnh giới vĩnh hằng. Nó đây là cảnh giới đặc biệt nhất. Đây là câu của chư tổ sư dạy. Câu Phật hiệu là báo vật như ý, không thể nghĩ bàn. Nên mỗi ngày chúng ta chỉ cần tán thán danh hiệu A Di Đà Phật bằng cách niệm Phật. Nếu như mỗi ngày mà chúng ta làm như vậy thì tất cả việc trong cái cuộc đời này của chúng ta chỉ cần làm đúng pháp, đó là thiện tâm, thì đều thành công hết. Chứ nếu như mỗi ngày mà mình niệm Phật, mình làm việc ác thì nó phù hợp. Nhưng mà không thể nào cái người niệm Phật mà họ đi làm việc ác được. Từ khi là người này họ không có tâm giải thoát, họ chỉ niệm Phật để họ cầu cái danh lợi gì thôi. Chứ nếu như cái người niệm Phật mà có tâm cầu giải thoát thì chắc chắn là họ làm việc thiện. Thì tất cả việc trong cái cuộc đời này chắc chắn là chúng ta thành công. Cũng như những đức để ý rằng là mình làm việc cho chúng sanh thì hình như việc gì nó cũng đều suôn sẻ, đều được tốt đẹp. Tại vì mình niệm niệm gì người. Nếu như tất cả những người về đây mà ta lo tu thì cái phước duyên của người ta, và mình muốn giúp người ta, thì hai bên nó kết hợp, nó phù hợp thì nó thành công. Thí dụ như giờ đa phần là người đi đến chùa mình là người ta muốn tu, chứ không phải là để người ta đi vòng vòng, hoặc là người ta đi coi này kia đẹp đẹp không có. Mà đa phần là như người ta muốn tu. Ví dụ như nhìn thấy hàng Phật tử giờ này khi ta ngồi ngoài nắng hoặc ta ngồi túc ngoài sắc, là đa phần là thật sự người ta muốn tu đó. Hoặc là người ta ở xa nhưng mà người ta cũng nghe cho mình chia sẻ Phật pháp mỗi ngày, nên ta muốn đi về đây mà người ta trực tiếp người ta tu chung với đạo tràng thấy mừng. Nghĩa là lâu lâu có dịp được về tự nhiên thấy mừng, chân quý được ở trong ngôi nhà Tam Bảo. Nhất là những ngôi Tam Bảo mới xây gì mình về kết cái nhân duyên đặc biệt. Nên từ nơi đó mà những đức ở trên lầu, những đức nhìn quan sát xung quanh, thấy từ nhà ăn rồi quý vị lên lầu đồ vệ sinh đồ chưa làm xong đồ, nó có nhiều cái bất tiện tại vì đông quá vậy. Nên chùa mình thì nó đang hoàn chỉnh trong thời gian xây dựng, mình đang làm việc quá trời, nên vì về mà đông gì thì quý vị cũng có cái khó. Nhưng mà mình cảm giác rằng mình về chùa, một cái nơi ngôi Tam Bảo tu hành, tự nhiên mình có một cái từ trường gì, mình cảm giác nó nhẹ nhàng. Cũng như bước lên nhìn xuống thấy quý vị buổi trưa nay có ngủ được hay không, nhưng mà thấy mặt người nào cũng hồng hào, đẹp. Có nhiều người thì con mắt thấy mơ quyền mờ. Từ nơi đó mà mình thấy rõ ràng cái từ trường niệm Phật á, nó giúp cho cái tâm mình khoan dung tha thứ. Thí dụ như quý vị về đây mà quý vị mà thí dụ như mình mỗi người đóng bao nhiêu tiền, thí dụ như mua vé vào mà nó không đáp ứng được cái nhu cầu cái cuộc sống với mình tức bực bội lắm, chữ sùm. Nhưng mà mình về đây tự nhiên mình đó là phát tâm, phát nguyện mình lễ vía Đức Phật A Di Đà, mình đến dự 2 ngày
Thì tự nhiên trong lòng của mình như thế nào mình cũng mang cái tâm khoan dung tha thứ. Mà khi mà mang một cái tâm khoan dung tha thứ rồi thì tự nhiên con người mình nó thoải mái. Quý vị nhớ rằng con người mình mà tổn phước nhất là đi đâu không vừa lòng không vừa ý. Đi đâu cũng chỉ trích, đi đâu cũng khó chịu, bực mình, không biết đủ. Nên từ nơi đó mà cái tâm đó là cái tâm tổn phước, mất sạch phước luôn. Nên mình niệm Phật, danh hiệu Phật, ví dụ như mình niệm A Di Đà Phật, A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác, là mình đang niệm cái vô lượng giác. Nên cái đi đâu nó cũng có cái giác ngộ, chứ không phải là đi đâu cũng giác phiền não về nhà. Nếu như mà giờ mình mà không nghe pháp, dù quý vị đi chùa thì cũng giác phiền não gì về nhà. Nó thí dụ như có những người trong đây quý vị đã từng đi thập tự thì biết rồi đó, ưa giác phiền não về. Hoặc là trên đoạn đường đi, kiểu mà một ngày đi 10 ngôi chùa, đi tranh thủ, một cái bà này vô nhà vệ sinh đi mà gặp nhà vệ sinh bị kẹt đông người, bà đi hơi chậm một chút, cái bà trưởng đoàn đi tìm, bà la sùm, bà lỡ bà gặp bà này một cái, bà nói chậm hơn cái gùa, chậm một chút nữa bỏ bà luôn bây giờ cho bà biết nghe. Người ta đỡ ngoài quá trời ngoài, tranh thủ lên còn 3 ngôi nữa đó. Giờ này biết mấy giờ chưa? 4 giờ rồi đó, còn 3 ngôi chùa nữa đó, tranh thủ lên. Rồi bắt đầu là những ngôi chùa mà gần kết thúc đó, thì bắt đầu lúc đó giống như mì ăn liền, vô xá Phật mà giống như chém Phật. Nếu mà đi chùa mà đi như vậy thì đi, dù đi chúng ta đi có 100 năm thì chẳng, chúng ta cũng không biết cái gì gọi là Phật pháp đặc biệt. Giống như toàn là đi cầu sinh, đó gọi là gì? Mê tín. Mê tín chứ không phải giỡn đâu. Nên Phật pháp mà học chánh tín là học cái gì? Là học nền giáo dục của Phật Đà. Chúng ta càng học Phật, chúng ta càng mở rộng cái tâm mình ra. Chúng ta càng học Phật thì chúng ta có nhiều thứ trong cái cuộc đời này mình gỡ rối phiền não ra hết. Nó cái rắc rối phiền não gỡ ra hết, nó không có bị vúng víu buộc ràng được mình. Thì học Phật như vậy thì nó mới là lợi ích. Quý vị biết rằng có những người ngồi ở đây, chúng ta đã chưa từng đi đến những điểm chùa của mình ở đây luôn, mà ở nhà chỉ có nghe chiếc máy nghe pháp này thôi. Như vậy đó mà người ta nghe thôi mà có nhiều người ta đã hiểu, người ta đã biết áp dụng cái cuộc sống đặc biệt. Cũng như bản thân những đức đi học Phật mười mấy năm nay, những đức đâu có những cái văn tự cao siêu gì đâu, nó toàn là cái chuyện mà đối nhân xử thế là chính bản thân mình nè, chứ ở đâu. Nếu như quý vị tìm Phật pháp cái bên ngoài thì nó rất là khó học, nhưng mà tìm ngay bản thân mình thì rất là dễ học. Những đức nói thiệt chứ, nội mỗi một con người chúng ta ngồi ở đây, không có ai mà mình không muốn người ta thương mình. Không có ai mà mình không muốn mà người ta mà lúc nào cũng là ưu ái lo lắng cho mình. Những điều này mình đều muốn hết, và mình đều muốn người ta khoan dung và tha thứ cho mình. Việc này mình cũng muốn luôn. Như vậy tại sao mình không đem cái mà mình muốn đó để đến với người ta đi? Mà chúng ta thường rất là lạ, riêng bản thân mình thì muốn cái điều tốt không à, mà mình thì đem mấy cái xấu cho người ta. Bạn bộ đồ thì mình lựa bộ đồ đẹp nhất mình bạn, còn lựa bộ đồ gắt cho người ta, bộ đồ này mình thải ra mới cho người ta, đúng không? Đa phần chúng ta là như vậy mà. Bản thân mình luôn luôn là thích cái tốt, vậy tại sao mình không đem cái tốt cho người ta? Nếu như mình thật sự muốn có cái tốt thì mình phải đem cái tốt cho người ta, đem cái tốt cho người ta mình mới có cái tốt. Thí dụ như quý vị khoan dung cho người ta thì chắc chắn là sẽ có người khoan dung cho mình liền. Còn nếu như mình không khoan dung cho người ta, đố mà có người khoan dung cho mình nữa. Nó Phật pháp là nhìn ngay mình để học nè, là xác thực nhất, là ngay cái chỗ là nhìn mình sanh ra những thứ khác. Còn nếu như nhìn cái bên ngoài thì khó học dữ lắm, học hoài nó cũng không có kết quả nữa. Nên những đức nói rằng là phát được cái tâm mà niệm niệm vì người thì nó hay dữ lắm. Cái tâm niệm niệm vì người nó cực kỳ hay luôn. Đó, quý vị thấy như thí dụ như bây giờ, như những ngày lễ vía đó, như bây giờ 4 ngày lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm, là những đức phải tiếp 16 buổi, 4 ngày 16 buổi. Trước đó những đức giảng thêm 8 buổi nữa, thì quý vị biết rằng những đức sắp xếp đâu vào đó hết trơn, và thêm 4 ngày. Mà cái cần cổ này nó đeo theo những đức đúng là nó cũng gan. Chứ nếu như mà nó khang tiếng thì mình chịu thua quý vị. Cái kiểu mà lên nói chuyện mà cái tiếng mà nói không ra ơ thì chịu thua. Nhưng mà may mắn thay là mình niệm niệm vì người nên Phật cũng gia hộ. Chứ những đức nó thiệt chứ, cái
Cái tiếng con người mà trong một thời gian mà 5 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ mà xuyên suốt, không giỡn đâu. Thí dụ như những đức chia sẻ Phật pháp 1 tiếng đồng hồ, những đức lại Bồ Tát Quán Thế Âm thì 3 tiếng đồng hồ, tổng kết hết là 4 tiếng đi, thì vị biết rằng cái gỗ này nó làm việc không đơn giản đó. Vậy mà nó giảm là giúp đỡ cho mình đặc biệt. Nên những đức thấy rằng là cái cơ thể con người chúng ta nó có sự hỗ trợ rất là lớn. Thí dụ như tại vì bản thân của mình đối xử với nó làm sao nên nó mới sanh bệnh. Nên những đức đọc trong cái quyển sách mà Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư có một câu: thôi chúc quý vị an lạc nha. Ai vô đọc rồi. Nguyện đem con đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Chiều nay là ngày 17 tháng 11 lễ viết Đức Phật A Di Đà. Chư tăng ni hàng Phật tử khắp nơi về đây để dự cái lễ Di Đà. Nên là chúng ta được niệm Phật, nghe pháp và được cúng đích thực và phóng sanh. Toàn thể đệ tử chúng con nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại lão Hòa thượng viện chủ, và hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến của quý vị đều hưởng được cái công đức phước duyên này, mà gia đạo của mình được tốt đẹp an vui, và mọi người sống thương yêu và giúp đỡ nhau. Từ nhờ nghe Phật pháp mà gia đình được hạnh phúc là nhờ có phước. Chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết oan chết ức mà quý vị trong gia đình mình có những người thắt cổ hay là uống thuốc sâu, xe đụng hay là nhảy sông, lửa cháy hay là chết nhiều cách gọi là khổ mình tử. Quý vị muốn cầu siêu cho họ, có những người cũng đưa giấy cho những đức đọc để cầu siêu dùm hoặc cầu an cho gia đình người thân. Thì chùa của mình những đức nói rằng là chúng ta khi cầu an là cầu an chung nó mới thù thắng. Nếu như đông người gì mà mình đọc một hai tên, không lẽ nhiều người đọc thì có, mà người không đọc thì không có, vậy nó không phù hợp. Còn khi cầu siêu mà mình đọc một hai tên thì nó vừa không tốt mà nó còn có hại. Tại nhiều người người ta cũng có tâm đó mà mình không được, không đọc cho người ta. Nên bây giờ mình hồi hướng chung hết là viên mãn. Trong Phật pháp gọi là công đức bình đẳng á, thì tự nhiên khi hồi hướng chung rất là bình đẳng. Nên không ghi nhưng mà hồi hướng chung hết, thì khi quý vị tu thì gia đạo quý vị đều được hưởng nhờ từ cầu an lẫn cầu siêu vô cùng là viên mãn. Nên chúng ta về đây tu nghe hiểu rồi thì nó không có chấp tướng nữa. Khi mình làm một cái gì công đức gì cũng không cần ghi tên, hoặc là làm một pho tượng Phật hay là ghi quyển kinh cũng không cần ghi tên vô. Vì khi mình ghi tên vào pho tượng hoặc là quyển kinh, quyển sách hay mình làm việc thiện gì mà ghi tên mình vào mà mình muốn được như vậy. Ví dụ như ông thầy ông ghi thì kệ ổng, nhưng mà riêng mình không có ghi, không có tâm đó thì gọi là làm việc công đức. Còn nếu ghi vào là trở thành phước báo hữu lậu hết. Khi hiểu được nguyên lý này rồi thì quý vị tu học nó rất là tốt. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhất tiết Phật tự công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo, như đặng tình chung ngã kim tí nhờ cung, từ thực biến thập phương nhất tiết hồ tình công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo, như đặng cô hồn chung nghe kim tí nhự cung, thử thực biến thập phương nhất tiết cô hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo,
án một lũng lắng ta bà ha, án một lũng lắng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngã lắng tam bà phả việc nhật ra hồng, án ngã ngã lắng tam bà phả việc nhật ra hồng, tam bà phả việc nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu già đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ú vị vô danh, nụ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ, nam mô Tây Phương Cực Lạc Bi A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di 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 Đà Phật, Đà Phật, A Di 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 Đà Phật, Đà Phật, A Di 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 Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Tất cả những chú chim này được nhân duyên ở trong ngôi Tam Bảo, được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, từ nơi cái tâm tham sân si mà bây giờ đó làm loài súc sanh, nên bây giờ được chút nhân duyên với Phật Pháp. Tuy làm loài súc sanh nhưng được ở trong ngôi Tam Bảo nghe Pháp Môn Tịnh Độ. Hôm nay được Phật tử bỏ tịnh tài ra mua về để làm lễ phóng sanh ngay ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà. Tất cả những loài súc sanh này được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, khi được thả ra nên ở xung quanh chùa nghe danh hiệu Phật. Khi bỏ cái thân này nên hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc, đó là một quốc độ an vui và tự tại. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật, vỗ tay vui vẻ hoan hỷ để thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, 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 Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc nha.